chị mình để mà mình cùng xem qua cái diễn biến của thị trường của chúng ta, cũng như là đưa ra những cái chiến lược, những cái hành động và nhóm cổ phiếu nào là cổ phiếu mà cần chú ý tiếp theo, chị mình cần theo dõi á. Thì cái buổi livestream ngày hôm nay em với chị mình sẽ cùng đưa ra cái hành động cho cái phiên giao dịch ngày sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay ha. Thì cái yếu tố đầu tiên chị mình sẽ thấy là thị trường của chúng ta thì nó giao dịch gọi là trong vòng 6 phiên vừa qua nó giao dịch như là một cái kịch bản, đúng không? Có nghĩa là đầu phiên nó cứ tạo ra một cái gap up, đúng không? Sau đó gọi là cuối phiên chiều bắt đầu nó có những cái động thái nó hạ nhiệt. Cứ trong vòng 6 phiên vừa qua thị trường của chúng ta nó cứ một cái kịch bản này, nó cứ đập lại liên tục. Tuy nhiên là chị mình sẽ thấy có một cái những cái điểm tích cực trên cái thị trường khi mà những cái và sao nhỉ, khi mà những cái gọi là có nghĩa là một kịch bản nó lặp lại về cái yếu tố chỉ số, nhưng mà về cái yếu tố về dòng á thì chị mình sẽ thấy có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Khi mà những cái dòng nó có khả năng dẫn dắt, những cái dòng mà nó sao nhỉ, nó đạt được một cái gọi là nó xây dựng được một cái thế đánh, nó xây dựng được một cái xu hướng á, cứ là những cái dòng mà nó huy động được dòng tiền trong lúc thị trường chung của chúng ta nó ảm đạm, trong những cái lúc mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái động thái nó rung lắc, nó thay máu, thì chị mình sẽ thấy là bắt đầu nó có những cái nhịp nó tạo ra những cái đà bứt phá. Đặc biệt là ngày hôm nay chị mình sẽ thấy về mặt cuối phiên á là dòng thép nó đã có những cái dấu hiệu sao nhỉ, dấu hiệu nó muốn bứt đỉnh. Cảm ơn Kiên đã chia sẻ buổi livestream của em à, cảm ơn Kiên rất là nhiều. Chị mình là tiếp theo qua những cái dòng cổ phiếu khác giống như là con Nam Kim, đúng không? Nam Kim là gần như sao nhỉ, gần như những cái cổ phiếu sâu rượu hướng lên này, giai đoạn vừa qua nó thu hút được dòng tiền, đúng không? Trong lúc thị trường chung của chúng ta nó cứ biến động và nó tạo ra những cái nhịp rung lắc liên tục, thì những cái con cổ phiếu này là con cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền. Và anh chị mình thấy rõ ràng nó không chỉ là gọi là trong cái dòng của nó không chỉ nó thu hút một một à là hai mã cổ phiếu mà nó thu hút cả một cái dòng nó đi lên, đúng không? Rõ ràng thì chị mình thấy giống như con HPG đi chẳng hạn, siết chặt biên độ thanh còn thấp, gần như cái lượng cung của cổ phiếu gần như không có, đúng không? Nên là chỉ cần một cái điểm kích thích thôi, kích thích dòng tiền thì những cái con này nó vào xu hướng mới. Hay là ngày hôm nay chị thấy giống như cuối phiên này, dòng tiền cuối phiên là những cái dòng tiền của xu hướng. Và rõ ràng em có chia sẻ với chị mình hai cái nhóm ngành mà nó có yếu tố xác suất cao nhất để mà sao nhỉ, để mà nó huy động được dòng tiền, để mà nó thu hút được dòng tiền cho những cái nhịp độ tiếp theo thị trường á, là hai nhóm ngành, một là chứng khoán, hai là thép. Thì những cái con chứng khoán nó đã dần dần nó vượt đỉnh, giống như ngày hôm nay EGR này, sau những yếu tố dụ bỏ kỳ cung này, đúng không, gọi cổ phiếu tạo ra một cái đà hấp thụ này, thì ngày hôm nay bùng nổ. Cái những cái dòng tiền nó đang đi đến đúng với những cái mã cổ phiếu nó cần đến, với những cái dòng nó cần đến, và nó đạt được một cái mục đích của nó, chính là những cái việc á để nó hình thành nên những cái dòng dẫn dắt. Và từ đó nó sẽ tạo ra một cái gọi là sao nhỉ, nó tạo ra một cái điểm nhấn cho thị trường, tạo ra một cái xu thế tăng cho thị trường, tạo ra những cái biên độ hướng lên cho thị trường của chúng ta ha. Thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với chị mình á là gọi là sao nhỉ, gọi là cũng như là những cái yếu tố mà em cập nhật với chị mình trên những buổi live á, thì em tập trung đánh hai cái dòng, gọi là hai cái dòng mà mang tính chất mũi nhọn trên cái thị trường, là một là dòng chứng khoán, đúng không? Hai là cái dòng thép. Đó, dòng chứng khoán thì mình đánh đánh từ đầu chu kỳ đến giờ rồi. Thì những cái dịp vừa qua thì lấy thêm những cái mã cổ phiếu giống như là EGR, lấy thêm những cái cổ phiếu giống như là ORS, đúng không? Ngày hôm nay có con VDS nó trần này. Đấy thì nó gọi là kỳ vọng những cái nhịp tới thì nó sẽ kéo theo những cái đà kích thích cho cái nhóm ngành chứng khoán này. Thì ngày hôm nay gọi là về cuối phiên chiều bắt đầu cái dòng thép bắt đầu nó đổ, nó nhồi những cái lệnh lên, đúng không? Và rõ ràng anh chị mình thấy những cái dòng nào á mà nó xây dựng được cái xu hướng, nó kiếm ra được những cái lượng cung cầu, nó thu hút được dòng tiền trước á, thì nó sẽ là những cái nhóm ngành nó bứt tốc trước so với thị trường, đúng không? Và trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay không biết là anh chị mình có theo dõi không, nhưng mà anh chị mình sẽ thấy một cái vấn đề á là gọi là nó gọi là cơn gọi là mình hay nói là cơn sóng, gọi là cơn sóng 30 phút 15 đến 10 cơn sóng 15 phút, kia là sao, cái mỗi dòng nó chỉ kéo 15 phút thôi, đúng không? Hết dòng này kéo 15 phút xong là tới dòng khác, đến dòng khác, dòng khác. Nhưng mà anh chị mình thấy hai cái dòng quan trọng nhất là hai cái dòng mũi nhọn trên thị trường á là dòng thép, mình có chia sẻ với chị mình là ngày hôm nay dòng tiền vào cuối phiên, đúng không? Dòng tiền vào cuối phiên chính là những cái dòng tiền của yếu tố chu kỳ, đúng không? Dòng tiền của chu kỳ nó nhập cuộc vào để mà từ đó nó tạo ra những cái tính gọi là cái xu hướng dòng này, và có khả năng dẫn dắt cho những cái nhịp độ sắp tới của thị trường. Cái HPG này test cung siết chặt biên độ như này, quan điểm của em kiểu gì nó không nổ, đúng không? Hay là Nam Kim này anh chị thấy không, siết chặt biên độ này, nói hôm trước này cuối tuần cái chia sẻ với chị mình những con này này sau tuần rất là dễ nổ, thì ngày hôm nay chị thấy không, bùng nổ luôn 300%, thậm chí là trong cái phiên ngày hôm nay em cũng đề cập trong cái hệ thống khách hàng của mình, hệ thống khách hàng của mình là sao gì, là đầu phiên sáng này là sao gì, là mình cứ lái vào con anh chị mình là nếu mà chơi con Hòa Phát, con Hòa Phát chậm á thì chị mình cứ lấy vào con sao gì, lấy vào con Hòa Sen với lại Nam Kim, đúng không? Này anh chị thông này, lúc khoảng 11 giờ là lúc đó dòng thép quanh cái ngưỡng tham chiếu, đúng không? Là anh chị mà em có nói với chị mình này là dòng thép nếu mà chị mình thấy con Hòa Phát nó chậm quá thì mình canh vào con Hòa Sen Nam Kim, thậm chí là sao gì, thậm chí là gọi là phiên gọi là khoảng đâu đó là khoảng trước phiên ETC này là vẫn canh, chị mình cứ lấy vào lúc đó Hòa Sen mới có 100 à,
lúc đó Nam Kim mới có 100 à. Đúng rồi, nhìn chung là nó vẫn còn những cái điểm cuối cùng để cho anh chị mình tham gia. Đã trước khi cổ phiếu nó có một cái xuống nó vượt đỉnh đi lên tiếp tục. Hai nên là hai cái dòng trọng tâm nhất em có chia sẻ với chị mình giai đoạn này. Một là thép, hai là chứng khoán để cho anh chị mình có thể mình đánh vào. Có nghĩa là em đều đưa ra cho anh chị mình về những cái cổ phiếu nó phải có khả năng nhận nhất. Nếu chứ còn mà chắc về cái yếu tố những cái cổ phiếu mà nó tăng giảm nó thất thường á thì quan điểm của em thì sẽ không đánh trong giai đoạn này. Hai còn những cái cổ phiếu nào mà nó giữ được xu hướng á thì cứ nắm giữ cái xu hướng này của thị trường là xu hướng anh chị mình nắm giữ những cái cổ phiếu nó còn trend. Anh chị mình thấy rõ ràng những cái con cổ phiếu mà nó đạt được những cái xung lực, nó có những cái phiên gọi là cái phiên bứt thoát về mặt dòng tiền này. Rõ ràng gọi là có những cái phiên gọi là nó quyết liệt về yếu tố cái ý chí của dòng tiền đi lên á là cứ tiếp tục nó tăng rồi. Thế nên anh chị mình cứ nắm giữ đúng không? Nắm giữ qua cái đoạn này thì giai đoạn sau mới là giai đoạn để cho anh chị mình đi kiếm tiền. Ha, còn giai đoạn này là chủ yếu là có hai cái đặc tính của cái mã cổ phiếu mà em có chia sẻ với chị mình á. Một á là cổ phiếu nào bị bung khối lượng trong những cái biên độ rung lắc vừa qua của thị trường là nên bán ra. Hai là cổ phiếu nó mất đi xu hướng. À ba chứ, ba cái mã ba bạc đặc tính thứ ba nữa là cổ phiếu nó chậm. Cái cổ phiếu khi mà nó vào sóng nó có một cái độ beta kém, nó chậm hơn so với thị trường á thì những cái con đó thì chị mình nên bán ra. Ha, thì còn những cái con cổ phiếu nào giữ xu hướng á, thì nắm giữ lại. Thì giai đoạn này để mà đánh vào thì tập trung hai cái nhóm ngành chính, một là chứng khoán, hai là thép. Ok chị ha. Còn về cái mặt quan điểm của em thị trường á là thị trường vượt đỉnh đúng không, thị trường là thị trường uptrend, kể cả khi mà thị trường của chúng ta có rủ đồ gì để chăng nữa, nhưng mà quan trọng nhất là cái dòng đúng không, trên thị trường nó có một cái dòng nó đang giữ được cái nhịp độ cho thị trường, giữ được cái dòng tiền cho thị trường và nó thu hút được những cái dòng tiền nó nhập cuộc cho thị trường của chúng ta là cái nhóm ngành thép này. Đó nên là quan điểm của em là thép và là chứng nó sẽ là hai cái nhóm ngành nó gọi là sinh nhịp, nó có một cái khả năng cao nhất để mà nó dẫn dắt thị trường của chúng ta vượt được vùng 1.300 để mà nó tiến vào sóng ha. Ok chị ha. Vì vậy mà cái câu hỏi đặt ra quan trọng nhất ở cái thời điểm này của thị trường á là khi mà cái thị trường của chúng ta nó có vào sóng thì cái danh mục của chị mình nó có phải là danh mục mạnh nhất hay không. Đấy, thì tiếp theo đây sẽ là những cái phần để cho em với chị mình trả lời những câu hỏi ha. Còn về mặt quan điểm của em về mặt thị trường, em vẫn không thay đổi với chị mình là thị trường là thị trường uptrend ha. Giống như là những cái bài nhận định của em ở đầu phiên này chị, là hiện tại bây giờ này đấy, thì thị trường đang trong một nhịp tích lũy đúng không, để mà vượt vùng gần 300 đấy thì gọi là vào sóng. Quan điểm của em đánh giá thị trường đang trong một chu kỳ tăng, nó chia sẻ với chị mình rõ ràng về một cái góc nhìn ha. Đó là khi mà có một cái góc nhìn nó sẽ gì, nó trực quan, một cái góc nhìn nó sẽ gì, một cái góc nhìn nó cụ thể rồi đấy. Thì hiện tại bây giờ đánh giá với chị mình hai cái dòng nó có độ lan tỏa tốt nhất á, là chứng với thép là tâm điểm thôi đấy. Thì cứ tập trung hai nhóm này ngành này chị mình đánh vào, các nhóm khách nó sẽ có yếu tố bổ trợ cho một cái điểm kích hoạt về mặt chỉ số thanh khoản để mà tạo ra một cái mở biên hướng lên ha. Thì chiến lược hiện tại này vẫn duy trì một cái vị thế tốt đấy, lấy vị thế sẵn có và chờ đợi một cái nhịp đồng phản hướng lên. Với những cái mã cổ phiếu chậm thì cơ cấu sang nhóm mạnh xu hướng đi lên, gọi là nó đã thu hút được dòng tiền trong những cái nhịp độ đầu tiên á, thì hiện tại bây giờ tập trung cho hai nhóm ngành chứng và thép. Ok chị ha. Còn ngày hôm nay có một cái đặc tính tương đối tốt nữa, chính là cái dòng ngân hàng. Đúng không? Cái dòng ngân hàng, những con cổ phiếu mà nó về lại những cái ngưỡng đáy trước, những cái ngưỡng hỗ trợ lớn nhất đối với cổ phiếu á, thì bắt đầu nó có những cái thiên hướng nó hồi phục. Giống như là con CTG á, thì em đánh giá với chị mình nó chỉ là một cái nhịp hồi phục thôi. Hay là những con BIDV, MVB đó, nó chỉ là những cái dạng cổ phiếu nó hồi phục, chứ không phải là cổ phiếu nó tạo trend. Lưu ý ha, mà những cái dạng cổ phiếu hồi phục á, thì em đánh giá với chị mình nó sẽ chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất là nó sẽ bị nó kích được cái điểm số cũng như là cái kích lại cho yếu tố thanh khoản của thị trường nó quay trở lại đấy, để mà sao nhỉ, để mà thị trường vượt đỉnh. Còn cái vấn đề về mặt nhận dắt em có chia sẻ với chị mình rồi, là nằm trong hai cái nhóm ngành mà em đánh giá với chị mình có độ lan tỏa cao nhất. Có nghĩa nhóm ngành nó phải có một cái đặc tính anh chị mình hay gọi là mình cũng thắc mắc là vì sao là ở nhóm ngành là cảng biển nó cũng tăng mà nó không phải là cái dòng nhận dắt, đúng không? Nó cơ gọi là nhóm ngành dệt may nó cũng tăng, nhưng mà xuất khẩu nó cũng tăng, nhưng mà đạm nó cũng tăng mà nó không phải là những nhóm ngành dẫn dắt. Tại vì chị mình hiểu là bắt gọi là một cái đặc tính của những cái mã cổ phiếu dẫn dắt á, thì nó phải sao gì, thì nó phải có một cái tính thị trường, đúng không? Có nghĩa là nó phải có một cái sức ảnh hưởng lên trên sao gì, lên trên thị trường chứng khoán của chúng ta, đúng không? Có nghĩa là cái vốn hóa của cái ngành đó nó phải đủ lớn để mà nó tạo ra những cái sự tác động, nó tạo ra những cái sự ảnh hưởng. Thì thưa thông thường á, trên thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái nhóm ngành mà sao gì mà nó sẽ thuộc tiếp của những cái cổ phiếu dẫn dắt. Thì sao nhỉ, một là dòng ngân hàng rồi, đúng không? Nên là khi mà chị mình nói ngân hàng có sóng á, là thị trường lúc đó là chỉ số tăng rất là tốt, đúng không? Thanh khoản bùng nổ rất là cao. Đấy là sao nhỉ, đấy là cái dòng thị trường đấy, có ngân hàng này, có chứng này, có thép này, có bất động sản này, đúng không? Có khu công nghiệp này, có dầu khí này, đấy là những cái dòng mà mang tính chất thị trường. Nhưng mà chị mình hiện tại bây giờ chị mình thấy này, nói về gọi là xét về yếu tố độ rộng trên thị trường á, độ rộng và cái sức độ lan tỏa về mặt dòng tiền trên thị trường của chúng ta á, thì hai cái nhóm ngành em có đánh giá với chị mình tốt nhất á, là cái dòng sao nhỉ, là cái dòng chứng khoán và cái dòng thép ha. Còn nhìn qua cái dòng bất động sản chị thấy giống như DG này, nó có tăng nổi đâu, đúng không? Nó đâu có tăng nổi. Hay là dòng ngân hàng có chia sẻ với chị mình rồi, là những cái dạng cổ phiếu mà loại hai của ngân hàng á,
là không tăng nổi, là giống như là CTG, BIDV rồi này, làm gì có yếu tố lan tỏa để mà nó tăng nổi, đúng không? Làm gì được có để mà một cái dòng tiền nó mạnh mẽ để mà nó vào, nó tạo ra một cái xu hướng trend, cùng lắm là nó chỉ là một cái nhịp hồi phục để mà tăng gì, để mà nó hỗ trợ cho một cái điểm kích cho thị trường của chúng ta đi lên thôi. Còn mình chắc về việc những con này làm sao nó tạo trend ngay được, lùi ha. Đó là nó chỉ có hai cái nhóm ngành nó có một cái sức lan tỏa thôi, nên là chị mình cứ tập trung, chị mình đánh vào trứng và thép ha. Đấy, còn giai đoạn này chưa có trứng chưa thép thì chị mình cứ canh, chị mình lấy vào vị thế làm đánh giá với chị mình nó sẽ ok, con nào chậm chậm thì cứ có qua ha. Đấy, đấy là cái việc mà em nhận định về mặt thị trường thì quan điểm của em cũng chưa thay đổi. Tóm lại gọn lại với chị mình á là sao nhỉ, là chiến lược hành động đầu tiên á là thị trường gấp trend, đúng không? Thị trường là thị trường nó sẽ vượt đỉnh và chu kỳ này nó vẫn là chu kỳ tăng. Quan trọng nhất là chị mình sẽ sao nhỉ, mình tìm kiếm cái nhóm ngành nào nó sẽ là những cái nhóm ngành nó có khả năng cao nhất để mà nó dẫn dắt cho những cái nhịp độ tiếp theo để mà chị mình đánh tập trung vào. Thì khi mà chị mình đánh tập trung vào một cái nhóm ngành nó mang tính chất dẫn dắt á thì nhịp sau chị mình sẽ kiếm được tiền, đúng không? Mình sẽ kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Và chị mình khi mà đánh vào cái dòng dẫn dắt anh chị thông, giống như là đánh vào những con cổ phiếu mà nó huy động được dòng tiền nó khỏe đi chẳng hạn, như mà con HSG, đúng không? Anh chị mình thấy giai đoạn này này, thì trường của chúng ta thị trường đi ngang, đúng không? Sáng thì sao nhỉ, sáng thì nó tăng lên, sáng thì nó hưng phấn, chiều nó hạ nhiệt về, đúng không? Thị trường cơ bản đi ngang, đúng không? Nhưng mà sao, nhưng mà con hoa sen nó vẫn tạo ra được biên độ lợi nhuận. Thì những cái con này là những con cổ phiếu nó sẽ cực kỳ mạnh khi mà thị trường của chúng ta đồng phải hướng lên. Đấy, nên là mình sẽ đánh đánh vào đánh là đánh cược vào những con này này, là những con cổ phiếu mạnh nhất thị trường để mà chị mình đánh, chứ đừng đánh những con cổ phiếu bên dưới, đừng đánh những con dưới đáy, đừng đánh đánh những con có sóng, gọi là sóng, gọi là nó ở dưới đáy sông. Nữa mình phải đánh những con cổ phiếu nó phát triển được xu hướng. Và chị mình thấy nó đây là chính là giai đoạn chuẩn bị tiền đề để mà nó bước vào một cái giai đoạn kiếm tiền chính trên thị trường của chúng ta. Anh chị mình lưu ý này, đây là giai đoạn tiền đề này, và cái giai đoạn tiền đề nó phải ít nhất gì nó phải sao nhỉ, ít nhất gì nó cũng phải có được một cái bước đệm, đúng không? Cái bước đệm nó đủ tốt thì khi mà nó vào được một cái pha kiếm tiền á thì sao nhỉ, thì nó mới sao nhỉ, nó mới sinh ra được cái khoản lợi nhuận cho anh chị mình, đúng không? Và rõ ràng anh chị mình thấy nè, cái bước đệm của cái dòng thép hay là dòng chứng khoán mình có chia sẻ với chị mình phân tích nhiều lần, đúng không? Là sao, là khi mà nó trong một cái trạng thái nhịp độ đầu đi lên này, không có hiện tượng bung thanh khoản, có nghĩa sao, những cái lượng cung hàng vùng của trên này cổ phiếu á, gần như rất ít, đúng không? Có nghĩa là không có những cái áp lực cung hàng lớn để mà nó sẽ để mà đi lên, nó gọi là để mà nó kìm hãm một cái quá trình đi lên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gọi là với những cái yếu tố rung dụ của thị trường này thì nó đã tạo ra được một vùng kiệt cung, đúng không? Vùng kiệt cung sau đó nó thu hút được dòng tiền trước thị trường chung của chúng ta. Cái dòng tiền nó bắt đầu nó chấp nhận nó vào những cái con khỏe trước, thì sau đó nó mới lan tỏa sang những cái mã cổ phiếu khác và cái thị trường chung. Thì như mình thấy là những cái con khỏe là những con nào giai đoạn này này, nó huy động được dòng tiền là cái dòng thép, đúng không? Là những cái dòng là gì? Là những cái dòng là dòng chứng khoán này, đúng không anh chị? Thấy giống như là VDS vì sao nay tăng trần, là vì bản chất là nó đã tạo ra được một cái nhịp thu hút dòng tiền trong giai đoạn trước, đúng không? Thì ngày hôm nay sẽ gì, khi mà nó siết chặt biên độ thanh con thấp này thì ngày hôm nay nó mới tăng trần, thì đấy mới là những con cổ phiếu nó mạnh mà anh chị mình phải canh đánh vào, lưu ý nha. Còn mà chắc anh chị không nhìn qua anh chị mình đánh 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 những con cổ phiếu nó rẻ đi chẳng hạn, nó đứt đi nó có lãi đâu, đúng không? Nó là những cái sự khác biệt để cho anh chị mình so sánh về cái đặc tính cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh để cho anh chị mình đánh giá và mình tham gia, ok chị ha. Đấy, nên là nói chung là tóm quan lại trong cái buổi livestream ngày hôm nay chia sẻ với anh chị mình về sao nhỉ, về gọi là về 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 những cái ý như sau. Một á là quan điểm của em về thị trường uptrend, đúng không? Thị trường uptrend và hiện tại bây giờ thị trường đang ở trong một cái giai đoạn gọi là tiền đề để mà tạo ra những cái cú hích bùng nổ, đúng không? Để mà nó bước vào một cái giai đoạn gọi là giai đoạn sống, gọi là giai đoạn sống sau này, là cái thứ nhất. Đó là quan điểm về mặt thị trường. Cái thứ hai á là những cái nhóm ngành nào nó sẽ là những cái nhóm ngành dẫn dắt tiếp theo. Thì quan điểm của em đối với cái thời điểm hiện tại, một á là chứng khoán, hai là thép, nó sẽ là hai cái nhóm ngành dẫn dắt. Còn những nhóm ngành khác giống như là nó tăng đi chẳng hạn thì nó sẽ là những cái nhóm ngành nó có mang tính chất bổ trợ, chứ sao gì, chứ cái đà lan tỏa thì nó sẽ rất khó. Tại vì sao? Tại vì quan điểm của em, anh chị mình thấy này, cái nhóm cổ phiếu mà loại một á, đúng không, những con loại một á đấy thì là những con leader rồi, thì anh chị mình phải quan sát là cái dòng. Cảm ơn anh đã chia sẻ buổi livestream nghe, là cảm ơn anh rất là nhiều, đúng không? Thì anh chị mình sẽ quan sát được những cái con loại hai nó có khả năng được đi lên được hay không. Đấy nên là vì sao những cái như gọi là cái tuần trước em có chia sẻ với chị mình á, là vì sao cái dòng thép là cái dòng nó có khả năng nó tạo sóng, đúng không? Tại vì sao? Tại vì con leader đầu tiên là con Hòa Phát, trong giai đoạn đi lên vừa qua nó không bị bung thanh khoản, đúng không? Thậm chí những cái phiên giảm rung lắc đối với thị trường này, con này nó không có yếu tố lượng cung ra, thì sao nhỉ, thì nó sẽ thể hiện cho yếu tố á là lượng cung đeo bám nó bắt đầu nó có yếu tố cạn kiệt và không có những cái sự đeo bám hưng phấn nào trên này, đúng không? Thì đó chính là cái điều kiện để mà cái dòng tiền nó có những cái động thái nó kích hoạt vào ha. Và khi mà mình nhìn qua những con loại hai của nó là lúc đó những con hoa sen có chia sẻ với chị mình, đây là cái này, từ cái này là em đã đề cập với chị mình là vào hoa sen, đúng không? Có nghĩa là sau đủ hướng lên con này sao nhỉ, sau những cái vùng kiệt cung bắt đầu nó moi được dòng tiền, đúng không? Và khi mà nó có được một cái điểm kích thích này nữa
Thì như mình sẽ thấy sao? Thì như mình sẽ thấy là cổ phiếu này nó tạo ra một cái xu hướng đi lên và những cái xu hướng vượt đỉnh, đúng không? Và khi mà anh chị thấy là cổ phiếu đó nó có khả năng nó thu được dòng tiền những cái con loại hai á, thì dòng đó là cái dòng nó sẽ có sóng. Đó là chị mình thấy thép này là cái dòng những con loại hai, giống như kể cả Nam Kim đi chẳng hạn, thì không, phiên này cũng là phiên thu hút được dòng tiền, đúng không? Sau những cái giai đoạn rũ bỏ, sau những cái đoạn kia cung này, phiên này phiên gọi là phiên thu hút được dòng tiền, đúng không? Sau cái giai đoạn thu hút cổ phiếu siết chặt biên độ thanh còn thấp, ngày hôm nay bùng nổ bàn trăm, đúng không? Đó là chị mình lưu ý ha. Đó Nam Kim. Còn qua cái dòng chứng khoán, những con đi lên đầu tiên là con CTS này, những con MBS này, là đó là những con đi lên đầu tiên. Còn những con loại hai bắt đầu chậm chạp đi lên, chị thấy giống như là con EGR, đúng không, là nó cũng đã thu hút được dòng tiền. Đó nên là sao gì, nó là chị mình mới thấy những cái con cổ phiếu nào thu hút được dòng tiền giai đoạn đầu này, nó sẽ là những con tâm điểm cho giai đoạn sau ha. Anh đang em vứt EGR, VDS, Nam Kim, buồn mọi con vứt, con vứt lên gì, con vứt anh. Thì em chia sẻ với anh là công ty con vít cũng có đề cập với mình trên những buổi livestream rồi vừa rồi, đúng không? Là sao? Tại vì giai đoạn này này là sao gì, nó giảm lớn, thứ nhất, thứ hai là nó bị bung thanh khoản, đúng không? Khi mà yếu tố nó bung, gọi là nó có biên độ giảm lớn với lại bung thanh khoản á, thì nó phải cần có một cái khoảng thời gian để mà tiêu hóa đi những lượng cung hàng này, nên nhìn chung con này á phải cho nó thời gian, cái gì nó sẽ chậm nhịp hơn so với cái dòng của nó một nhịp, cái những cái dòng và những cái con khác nó đi lên, giống như EGR đi lên, VDS đi lên. Đấy, đi lên trước thì những con này nó sẽ thuộc dạng lên sau thôi. À, có nghĩa là hiện tại bây giờ không xấu, cái cổ phiếu nó vẫn quanh cái nền, nhưng mà sao? Nhưng mà nó sẽ chậm nhịp hơn so với những cái mẹ cổ phiếu khác một chút. Ok ha. Đấy thì đấy là cái về mặt cái bản chất của em về yếu tố thị trường này. Rồi quay trở lại đối với một ý nữa. Đấy là cái dòng nào là dòng có khả năng nhận dắt. Đấy chia sẻ với chị mình về cái sao nhỉ? Về cái đặc tính đồn. Nó thứ nhất nó phải có con leader. Đúng rồi, cái thứ hai là những cái con cổ phiếu loại hai trong cái dòng đó nó phải có khả năng tăng giá, nó phải có khả năng thu hút được dòng tiền, đúng không? Và nó phải thể hiện qua trong những cái nhịp vừa rồi này, nó phải là cái những cái cổ phiếu nó sẽ nó thu hút được dòng tiền trước so với thị trường. Thì hai cái nhóm ngành có chia sẻ với chị mình đó là chứng khoán và là thép, là hai nhóm ngành nó đang được độ rộng về mặt lan tỏa, đúng không? Còn những cái nhóm ngành khác anh chị mình thấy giống như là cảng biển nó không lên này, nhưng mà vì sao nó không phải là cái dòng dẫn dắt? Tại vì bản chất sẽ gì, bản chất cái mức độ vốn hóa nó sẽ không đủ một cái sức, gọi là cái sức ảnh hưởng cũng như là cái sự tác động lên trên thị trường, đúng không? Tác động lên những cái tâm lý, tác động lên về yếu tố chỉ số cũng như tác động về yếu tố thanh khoản cho thị trường của chúng ta. Đó nên là những cái con này dạng lên á, nó lên sao gì, lên để mà nó bổ trợ, đúng không? Còn những cái cổ phiếu mà nó thuộc dạng mũi nhọn, còn những cái nhóm ngành nó thuộc dạng mũi nhọn thì nó sẽ nằm trong những nhóm ngành thị trường. Cảm ơn Sang đã chia sẻ, đã tặng hoa hồng cho em. Cảm ơn Sang rất nhiều, lưu nha. Đấy nên là sao gì, ý đầu tiên á là thị trường ta là thị trường vượt đỉnh, đúng không? Thị trường này đang tái, gọi là đang hấp thụ tạo tiền đề vượt đỉnh, là cái đầu tiên trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Cái thứ hai á là sao nhỉ, dòng có khả năng dẫn dắt tiếp theo, một là chứng khoán, hai là thép, là hai cái dòng nó sẽ sao nhỉ, hai cái dòng mũi nhọn. Cảm ơn Hùng đã chia, để gửi hoa hồng, đúng không? Là hai cái nhóm ngành mũi nhọn. Cái thứ ba là sao nhỉ, cái thứ ba á là giai đoạn này tập trung đánh con mạnh, những con cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt, cơ cấu con yếu trước, tập trung đánh vào con mạnh lấy vị thế. Quan điểm của em là vùng này lấy vị thế, chứ còn bản chất nếu mà để thị trường của chúng ta bùng nổ đi lên á thì nó sẽ sao nhỉ, những cái cổ phiếu tốt nhất, những cổ phiếu ngon nhất thì sao nhỉ, thì nó sẽ qua những cái điểm mua tốt nhất của chị mình. Đó có nghĩa là nó sẽ không còn giá rẻ để cho chị mua. Giống như bây giờ để mà họ gì mình tham mua hoa sen này, mình đã sao nhỉ, mình đã mua mua trễ, thứ nhất là mua so với cái phiên ngày hôm nay là mua trễ 200 rồi, đúng không? Mua gọi là mua, nếu mà mua chậm nhịp hơn chút là bây giờ trễ 700, đúng không? Nên là lưu ý về yếu tố này ha. Nên là để mà thị trường bùng nổ cái nữa, con này tăng trần là mất thêm 600 nữa, nên là cái vị thế lúc đó của chị mình nó sẽ không tốt. Ok chị ha. Đấy nên là mình phải có được những cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ để mà sao nhỉ, để mà khi mà thị trường bùng nổ đi lên thì đúng đó là mình sao nhỉ, là cái danh mục của chị mình sẽ bắt đầu để sinh ra được những cái con lợi nhuận ha. Còn nếu mà chị mình sao nhỉ, mình lăn tăn về cái việc mà gọi là trong cái điểm đó là còn điểm màu để mua cổ phiếu nào, cổ phiếu mua gì đó, đó thì chị mình có thể mình vào cộng đồng chia sẻ này của em này. Đó, trong này em có chia sẻ với chị mình hết về những cái cổ phiếu, đúng không ạ? Có nghĩa là nó chỉ chậm đấy, khi mà có tín hiệu, giống như là ngày hôm thứ sáu này chia sẻ với chị mình về hai cái mã cổ phiếu là sao nhỉ, dòng đây là dòng chứng khoán ORS và là EGR. Đấy là anh những cái điểm mua cuối cùng anh chị mình đặt vào ETC, đúng không? Sáng nay chia sẻ với chị mình về những con thép đấy, lúc mà cổ phiếu nó chưa tăng anh chị, giống như là con Nam Kim này, lúc mà nó chưa tăng, chứ không phải là lúc tăng rồi mới chia sẻ với chị mình, đúng không? Thậm chí là con này điểm mua cuối cùng là trước phiên ETC, lúc đó nó còn đâu đó, lúc đó chỉ mới khoảng 100 thôi. Đấy là chia sẻ với chị mình, là sáng nay cũng chia sẻ với chị mình rồi, đúng không? Là cứ canh anh chị mình cứ lấy vào, hay là con hoa sen cũng vậy, đúng không? Là hai con này cổ phiếu sao nhỉ, còn là nếu mà chị mình thấy con họ phát nó chậm quá, nói thì qua đánh hoa sen Nam Kim, đúng không? Bình thường, tại vì ba con này á thì quan điểm của em là ba con này đang đạt, nó vẫn đang tạo ra được một thế đẹp, đúng không? Có nghĩa là thế là thế vào sóng, thế là thế vượt đỉnh. Đấy nên là chị mình gọi là anh chị mình vốn hóa mà nó bé một chút á thì chị mình sẽ chọn cái gì, mình chọn Nam Kim với lại hoa sen, tại vì hai con này á. Cảm ơn Toán chấm viên đã chia sẻ buổi livestream của em. Cảm ơn chị mình rất nhiều.
Đấy, thì anh chị mình sẽ thấy là sao nhỉ? Mà ba cái con này, em đưa ra cho chị mình để mà mình phù hợp với cái cách đánh nào á, gọi là cái phù hợp với cái vốn hóa của chị mình nào á, thì mình sẽ chọn. Đầu tiên là sao nhỉ? Hòa phát, hòa sen, nam kim. Đúng ạ? Thì đối với mã cổ phiếu hòa phát á, thì sao nhỉ? Cái độ beta của nó sẽ cái độ beta của nó thấp. Cái độ beta chính là cái độ nhạy so với cái thị trường á, thì con này nó kém. Nó kém hơn so với hai con kia. Đấy là khi mà nó có sóng á, thì con này nó sẽ ít nhạy hơn, có nghĩa là nó tăng theo cái dạng tăng bền chứ không phải là tăng theo cái dạng tăng nhanh. Đấy, nhưng mà sao nhỉ? Nhưng mà cái gọi là cái vốn hóa nó lớn. Đúng không? Có nghĩa là cái tỷ lệ cho vay nó lớn. Đấy là nó sẽ phù hợp cho những anh chị đánh vốn lớn nè, thiên hướng an toàn một chút nè, và đánh với một cái tỷ lệ margin cao. Đúng không? Thì mình sẽ chọn Hòa Phát. Còn với những anh chị mình sao nhỉ? Mình gọi là mình cái mức vốn hóa của mình nó mang một tính chất linh hoạt. Đúng không ạ? Mình gọi là sao nhỉ? Mình ưa chuộng cái tỷ suất sinh lợi, cái tỷ suất phần trăm á, hơn là sao nhỉ? Hơn là cái quy mô vốn á, thì mình sẽ chọn là con Hoa Sen và là con Nam Kim. Nói chia sẻ với chị mình gọi là rất là thật tình, gọi là tùy từng đặc tính của cổ phiếu để mà tư vấn với chị mình, và chị mình xem thử là mình gọi là cái mình á, cái vốn hóa của mình hay là cái cách đánh của mình á, là mình đang phù hợp với những cái mã cổ phiếu nào. Ok chị ha, đó là cái dòng thép. Còn đối với dòng chứng khoán là những con chứng khoán lớn giai đoạn này chưa tăng, như anh trọng SSI giai đoạn này chưa tăng, mà mình nên tập trung đánh những con cổ phiếu là sao nhỉ? Trong cái nhịp gọi là trong vòng khoảng 2 tuần vừa qua, cổ phiếu nào mà nó nổ được cái thanh khoản đi lên á, anh chị mình tập trung đánh con đó. Đúng không? Giống như là sao nhỉ? Giống như là cái nhịp đầu tiên thì em chia sẻ với chị mình về con MBS. Đúng không? Hiện tại bây giờ nó vẫn là con tăng. Đúng không? Nó vẫn còn là con cổ phiếu nó dẫn dắt, nó vẫn là con cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền này. Thì giai đoạn này bắt đầu bùng nổ lên, chặn lại thanh khoản thấp thấp như này, kiểu gì cũng tăng nữa. Đúng không? Nên là anh chị mình có hai mình cứ nắm giữ. Đúng không? Còn những con phía sau đấy vừa mới chia sẻ với chị mình luôn là những con cổ phiếu giống như là AGR. Đúng không? Anh chị tham trong vòng 2 tuần vừa qua cổ phiếu nó đã huy động được dòng tiền. Đúng không? Khác biệt hoàn toàn so với những cổ phiếu mà không có dòng tiền hay là không có xu hướng. Và rõ ràng những cái con cổ phiếu nó có dòng tiền á là sao nhỉ? Là những con cổ phiếu nó dễ thu hút nhất. Đúng không? Khi mà nó giảm ít nhất. Khi mà tăng nó sẽ là những con cổ phiếu nó tăng mạnh nhất. Đấy, để cho anh chị mình gọi là sao nhỉ? Mình gọi là mình kia là lúc mà thị trường rủi ro thì chị mình cũng không không có sợ. Đúng không? Lúc mà thị trường rung lắc mình cũng không có sợ. Tại vì dòng tiền nó đã ở bên trong cổ phiếu rồi, đúng không? Xu hướng này đã hình thành rồi, thì nó chỉ chờ đợi một cái điểm đồng pha để mà những con này nó bứt tốc sóng thôi. Hay là con ORS này, anh nhìn không? Đổ bỏ xâm xiết chập biên độ thanh không thấp ngày hôm nay mồi tiền như này, các khả năng đánh rất là cao, đúng không? Thì chị mình cứ chọn những con này chị mình đánh vào để mà nó sao nhỉ? Nó thuận nhịp theo thị trường, nó nhanh, đúng không? Còn bản chất anh chị mình đánh những con cổ phiếu giống như là VCI á, thì quan điểm em những vùng này chị mình mua, có nghĩa là mua nhưng mà sao? Nhưng mà phải chấp nhận cái vấn đề là chị mình phải nắm giữ, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ mất thời gian của anh chị mình, gọi là một nhịp đó, có nghĩa là nó sẽ chậm nhịp hơn. Có thể là trong là EGR đồ này này kia nó tăng hết rồi thì bắt đầu những con này nó mới tăng, lưu ý ha. Nhưng mà sao bù lại nó đang ở một cái mức giá ở những cái ngưỡng giá nền, đúng không? Ở những cái ngưỡng giá trung tâm thì sao nhịp thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào gọi là thuộc dạng mình không muốn mua FOMO, đúng không? Mình không muốn mua theo cái dạng gọi là mua ở một cái giá mà cổ phiếu nó đã bùng nổ rồi, đúng không? Mình thấy mình thích những con cổ phiếu ở tại nền á, thì mình phải chấp nhận cái vấn đề mình sẽ nắm giữ qua thời gian, thì mình sẽ chọn những con này mình đánh ha. Còn anh chị nào mình đánh theo thuận theo thị trường, thuận theo những cái nhịp độ mà gọi là những cái nhịp độ mà cái dòng tiền trên thị trường á, thì mình sẽ chọn những con này mình đánh. Ok ha, đấy là hai cái dòng mà mới có chia sẻ với chị mình để mà mình đánh tập trung. Ok ha, đấy là cái về mặt cái quan điểm của em. Đấy là ba cái gạch đầu dòng á. Có nên nhắc lại nữa, nhắc lại theo nhàm đúng không ạ? Một á là thị trường uptrend, hai á tập trung cái dòng có khả năng nhận dắt chứng thép ha. Cái thứ ba á là cơ cấu những con yếu. Đấy, những cổ phiếu nào yếu thì chị mình cơ cấu ra. Cổ phiếu nào yếu gì? Cổ phiếu á mà thứ nhất là hiện tại gọi là trong những cái giai đoạn vừa qua này nó không thu hút được dòng tiền. Cái dòng nó yếu á, đặc biệt là chị mình sẽ thấy những cái dòng như dòng bất động sản là dòng yếu này. Đấy, chị tham giống như con DG này, nổ lên cái phải canh hoặc canh cơ cấu ra, đúng không? Đừng có nắm giữ những con này nữa. Nắm giữ những con này á mà nó không bắt nhịp được với thị trường á, anh chị mình thấy rõ ràng sao? Là trong cả một cái nhịp tăng vừa qua nó không có lại. Nói khác biệt anh chị thấy có những cái sự khác biệt so với cái mã cổ phiếu của HSG. Đúng không? Trong khi cái gì trong lúc mà 2 tuần vừa qua thị trường đi ngang, con này nó tăng bao nhiêu nhỉ? Con này nó tăng hơn 10%, đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cầm nắm con đít, cầm nắm con đất xanh, anh chị không có lãi đâu, không có lãi, lưu ý đấy lên là đấy mới là đấy là cái sự khác biệt, đúng không? Giữa những cái mã cổ phiếu có dòng tiền có xu hướng với những cái cổ phiếu mà nó không có xu hướng, nó không có dòng tiền. Ok chị ha, để mà chị mình so sánh giữa là vì sao chị mình phải nên chọn con này và vì sao mình sao gì mình sao nên chọn con kia. Ok ha, thì đó là cái góc nhìn của em về mặt thị trường cũng như là những cái chiến lược hành động. Rồi tiếp theo mình sẽ đến cái phần mà trả lời câu hỏi đấy chị, tại vì 6 phương vừa qua nhìn không thị trường nó đi một kịch bản à, đó nên là cho chị nên là về mặt bản chất thì cái chiến lược em đưa ra với chị mình là trong vòng 6 phương vừa qua nó y chang, đúng không? Không có gì thay đổi cả, nó cứ tập trung con mạnh mà chị mình đánh thị trường này tham gì, các cổ phiếu nào có vị thế tốt, xu hướng tốt anh chị mình cứ nắm giữ bình thường ha.
Rồi ok chị ha. Rồi bây giờ sẽ đi trả lời với chị mình về những câu hỏi để mà sao nhỉ, để mà lập ra. Đấy, lập ra rồi coi thử cái danh mục của chị mình có phải là cái danh mục mạnh hay không. Đúng không? Danh mục của chị mình nó phải là danh mục sao nhỉ? Gọi là nó sẽ tăng tốt nhất khi mà thị trường của chúng ta nó vào sóng hay không á. Thì phần trả lời câu hỏi này em với chị mình sẽ cùng nhau mình tương tác, mình trao đổi ha. Ok chị ha. Khoảng 60 anh chị mình tham gia cái buổi buổi livestream á, anh chị mình cho em những cái nút tim ha, đáng đẩy lên khoảng mọi người khoảng 100 tim, đẩy lên khoảng 5.000 tim đến vậy, 5-6.000 tim cho cái buổi livestream này nó được lan tỏa một cách tốt hơn ha. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Anh chị nào chưa follow kênh á thì đừng quên follow kênh của em để mà khi mà em lên những cái buổi livestream á thì nó sẽ thông báo với chị mình ha. Còn chị nào chưa tham gia vào những cộng đồng chia sẻ này này, thì trong cộng đồng chia sẻ này á là khi mà trong phiên đồ đó là có những cái mã cổ phiếu nào nó có những cái điểm vào đồ này kia đó, hay là những cái cập nhật hành động trong phiên á thì em sẽ cập nhật với chị mình trong này. Hai nữa là chị mình chưa tham gia vào á thì mình có thể mình tham gia vào trong cái phần đường dẫn vào TikTok ha. Ok chị ha. Rồi cảm ơn chị mình rất nhiều ha. Rồi bây giờ sẽ trả lời với chị mình về những câu hỏi. Anh chị nào có câu hỏi nào á thì mình cứ để lại dưới phần comment ha. Rồi. Câu hỏi đầu tiên này anh chị là FPT mua hôm nào thì được nhận cổ tức ạ? À? FPT anh chị, FPT là con này gần như sao nhỉ? Để mà nói về điểm mua thì gần như vùng trên này không có điểm mua đâu ha. Còn khi nào nó nhận cổ tức à thì em xem thử ha. Cổ tức là nó chia á, là ngày giao dịch không hưởng quyền á, anh chị mình sẽ thấy này. À, không kéo được ta. Cái ngày giao dịch không hưởng quyền đối với mã cổ phiếu của FPT á là ngày 12 tháng 6, đúng không ạ? Với cái tỷ lệ chia cổ tức á là tỷ lệ là 23. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chị mình sở hữu 20 cổ phiếu thì mình sẽ nhận được thêm ba cái mã cổ phiếu nữa. Đấy, ba cái mã cổ phiếu nữa của FPT ha. Thì ngày 12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, thì để mà anh chị mình nhận được cái quyền này á thì mình phải mua, gọi là mua trước cái ngày giao dịch không hưởng quyền, đúng không? Đó nên là anh chị mình mua trong vòng ngày mai, có nghĩa mua ngày hôm nay với lại ngày mai á là anh chị mình sẽ nhận được cái quyền cổ tức này ha. Ok chị ha. Đấy, còn về mặt bản chất để mua thì quan điểm cái vùng trên này nó gọi là cái cổ, gọi là cái việc mà chia quyền chia cổ tức này kia nó sẽ là cái động lực tăng giá cho cổ phiếu. Nhưng mà xét về những cái điểm mua tốt nhất là những cái điểm mua này này chị, sau đủ hướng lên những cái vùng này chính là điểm mua tốt nhất ha. Còn vùng trên này để mà mua nữa thì quan điểm của em nó sẽ sao nhỉ, nó sẽ gọi là nó còn không phù hợp cho những cái điểm mua cái nó đã tăng quá xa lên rồi. Đấy thì mình ưu tiên cho những cái mã cổ phiếu á, ưu tiên con này là ưu tiên nắm giữ nhiều hơn. Đấy, vẫn nhận cổ tức, vẫn nhận quyền mua trong cái giai đoạn này của thị trường là bình thường ha. Còn những cái dạng cổ phiếu mà sao nhỉ, dạng cổ phiếu thì mình mua tiếp theo á là những con gần đỉnh này. Đấy, những cái con gần đỉnh và sẵn sàng bước tốt đỉnh á thì mới nên vào ha. Còn con FPT thì nó đi xa cái nền rồi, nó đi xa cái nền rồi này chị, nó 2 mấy % rồi ha. Đấy rồi, đó là FPT này. Tiếp theo ORS target bao nhiêu ạ? À? ORS là gì? ORS về cái quan điểm của em, con này target cứ cú nhịp bán, có nghĩa là anh chị mình lưu ý này về cái độ mức độ tương quan, đúng không? Mức độ tương quan giữa sao nhỉ, giữa cái cổ phiếu với lại cái nhịp đánh của thị trường á, là anh chị mình thấy thị trường của chúng ta nó sẽ tăng theo từng nhịp, đúng không? Có nghĩa là tăng giảm đang xen. Thì trong cái cổ phiếu, đúng không, trong cái cổ phiếu đó thì không có sẽ nhịp này là cổ phiếu này mạnh, nhưng mà đến giai đoạn chuyển giao á thì những con mà nó yếu, những con mà không tăng trong giai đoạn vừa qua, cái gì những con yếu á nó sẽ bắt đầu nó vượt lên. Đấy là cứ tôi gọi là sao nhỉ, cứ mọi cái nhịp của thị trường nó sẽ có những cái cổ phiếu nó mang tính chất tín hiệu. Đấy nên là cổ phiếu là nó bắt được cái nhịp này của thị trường á thì nó sẽ tăng hết nhịp. Đấy nên là nếu mà chị mình đánh theo từng cái nhịp của thị trường như thế á, thì con ORS khi nào hết nhịp này thì mình bán. Và target ngắn hạn trước mắt là nhảy 18. Đó là cái target khi mà cổ phiếu nó về là những ngưỡng biên trên này. Ngưỡng biên trên là ngưỡng cổ phiếu mà nó sẽ nhìn nó gặp nhiều cái áp lực và nó chưa vượt qua được này. Đó là ngưỡng giá 18. Đấy, bước top gọi là còn cái về mặt cái bản chất về mặt chu kỳ, quan điểm của em á là sẽ gì, là chu kỳ này khi mà cuối chu kỳ á nó sẽ đâu đâu khoảng khoảng 24 đến 28. Đấy, quan điểm của em thì nó sẽ vượt được cái đỉnh năm 2021 cả đối với những cái mã cổ phiếu này ha. Còn nghe về mặt ngắn hạn thì trước mắt là vùng giá 18 thì lúc đó mình sẽ quan sát tiếp tục đối với mã cổ phiếu này ha. Alright. Rồi, tiếp theo này mã cổ phiếu khác GMDF HBG mua con nào ok hơn anh? Về cái con GMDF chia sẻ với chị mình này là cái con GMDF á nó đang ở một cái nền tảng số 3, đúng không? Đây là một cái gọi là một nền tảng này, hai nền tảng này, ba nền tảng này. Và thông thường một cái nền tảng số 3 bứt tốt đi lên á là cổ phiếu nó sẽ sao nhỉ, nó sẽ có một cái pha chạy tăng tốc, nó có một cái pha để mà nó chạy nước rút, đúng không ạ? Tuy nhiên là chị mình sẽ nói là ngày hôm nay những cái phiên vừa qua là con GMDF hay là cái dòng cảng biển á là nó chạy theo tin tức, có nghĩa là nó có một cái tin tức gì đó là bên hệ thống vận tải rồi bên ở châu Á là bị tắc nghẽn, nên là nó đẩy cái một cái mức giá cước lên cao, đúng không? Đấy nên là anh chị mình thấy ngày hôm qua là ngày hai phiên vừa qua HAH đồ này, VOT đồ này là nó tăng rất là mạnh, đúng không? Thì nó kéo theo con CMDF nó tăng. Tuy nhiên về cái yếu tố phân tích, về cái yếu tố cung cầu anh chị mình sẽ thấy này, thông thường trước một nhịp số 3 để mà nó bứt tốc đi lên á thì phải tạo ra một nhịp cung, đúng không? Giống như là vì ngay ngày sau con CMDF không tăng trần được, trong khi những cái con cổ phiếu khác của cái dòng mà của dòng cảng biển thì nó lại tăng trần. Vì về mặt cơ bản sẽ gì, lượng vùng này này là lượng cung nó vẫn còn,
đúng không? Nó chưa tạo ra được vùng kiệt cung. Nên là thông thường đối với những cái dạng cổ phiếu CMDF á thì nhịp tới á, nó sẽ tạo ra được vùng kiệt cung á, thì vùng đó chỉ mình vào đó, con CMDF nó sẽ ok hơn. Còn con Hòa Phát thì nó hơi, có nghĩa là vùng này là vùng mua của Hòa Phát, nhưng mà nó sẽ thích hợp cho những anh chị nào, thích hợp cho những anh chị mình đi với một cái quy mô vốn lớn và mình thích sử dụng margin, cái mình thích sử dụng một cái đòn bẩy margin á, thì mình mới nên vào con này. Còn nếu mà thích ưa thích tỷ lệ suất lợi nhuận á thì vào Hoa Sen với lại Nam Kim, ok chị ha. Còn về nếu mà so sánh giữa con CMDF và lại con Hòa Phát á, thì quan điểm của em á là con CMDF nó sẽ có một cái tốc độ đi lên tốt hơn. Tuy nhiên vùng này á, nó chưa phải là cái vùng để cho chị mình mua vào. Cái vùng để mua vào là khi nào, là khi mà cổ phiếu trong những cái nhịp sắp tới nó tạo ra được vùng kiệt cung á, thì điểm đó chị mình mua vào ha. Ok chị ha, đã chia sẻ với chị mình. EGR và Nam Kim mua mới AD, thì chia sẻ với chị mình EGR đấy. Anh chị mình theo dõi cái buổi livestream của em là chị mình biết là EGR mua từ tuần trước rồi, đúng không? Cái phiên cuối cùng mua là phiên ETC ngày hôm trước này đấy, phiên ETC cây này này là em mua, đúng không? Là những con này quan điểm của em là con này con vượt đỉnh ha, nên là canh những cái điểm rung lắc sắp tới chị mình có thể canh, chị mình vào. Nếu mà trường hợp rung lắc mà thanh còn thấp nữa đấy đấy, cứ canh những con mà cổ phiếu nó phát triển được xu hướng này, nó huy động được dòng tiền này, nó đã hình thành lên được xu hướng trước đó rồi, thì chị mình cứ canh những con này rung lắc là chị mình vào, đừng có sợ ha. Còn sợ nhất là những cái cổ phiếu mà nó không tăng ha, sợ nhất cổ phiếu là nó không huy động được dòng tiền á, nó bị bung thanh khoản, cái này thị trường rung lắc cái là áp lực bán ra gia tăng á, thì những con đó nên né ra ha. Còn EGR cứ canh những cái thời điểm rung lắc quanh quanh 22 vẫn cứ canh vào này, nó vẫn canh vào bình thường ha. Còn đối với mã cổ phiếu của Nam Kim thì với một cái lực đánh như này, khả năng những con này vượt đỉnh đấy, những con này, những con này vượt đỉnh này tạo ra một hình vai đầu vai ngược này, vai này đầu này vai ngược này, điểm kích trọn này đấy, nên là những cái con này cũng cái sao nhỉ, canh những cái thời điểm test lại rung lắc mà chị mình vào, đừng để mà nó đi quá xa nền. Cái những cái vùng mà cổ phiếu nó còn quanh quanh những cái ngưỡng nền như thế này này, là nó sẽ còn những cái điểm để cho chị mình tham gia. Còn bản chất khi mà nó đi quá xa nền rồi á nó xa những cái điểm mua rồi á, thì lúc đó chị mình sẽ đặt mình vào một trạng thái rủi ro, ok chị ha. Đấy, đấy nên là Nam Kim này chia sẻ với chị mình. Nam Kim đấy sáng nay vẫn vẫn tham gia à, đây này, Nam Kim sáng nay vẫn tham gia đấy, chia sẻ với chị mình đây. Nam Kim này đấy, đầu tay đây này chị, khoảng 11 giờ đúng ạ, là sao nhỉ, là dòng thép nếu chị mình thấy con HPG nó chậm quá thì lúc đó chị mình có thể canh vào con Hoa Sen với lại Nam Kim, lúc đó quanh quanh tham chiếu thôi, hay là thậm chí trước phiên ETC này đấy, trước phiên ETC này đấy cũng canh vào đấy, lúc đó là Nam Kim mới tăng 1% mà cuối phiên kéo lên 3% đấy, chị mình qua mua Hoa Sen hay là Nam Kim đấy. Hai con này cơ bản là quan điểm của em thì nó như nhau à, nó cũng không có con nào mạnh con nào yếu đâu, nó không có, tại vì sau khi mà nó vào sóng cái là con gọi là nhìn chung là cái gọi là cái mức độ vốn hóa của cái dòng á thì nó không có cao, đúng không? Có nghĩa là nó cũng gọi là ở một cái mức độ trung bình thôi đấy, nên là chị mình sẽ thấy khi mà cái dòng tiền nó đổ bộ vào con này á thì nó sẽ sao nhỉ, thì nó sẽ lan tỏa được sang con kia đấy. Nhưng còn về cái yếu tố mạnh á thì ra gọi là để mà so sánh gọi là một cái tính khách quan á giữa mẹ cổ phiếu của Hoa Sen với lại Hòa Phát, gọi là Hoa Sen với lại Nam Kim con nào mạnh á thì giai đoạn này là con Hoa Sen đã chia sẻ với chị mình từ cái phim này này, chứ không phải là đến bây giờ mới chia sẻ với chị mình về con Hoa Sen, đúng không? Là có nghĩa từ cái phim này này, từ những cái hoạt động rũ bỏ đối với cổ phiếu, từ những cái lúc mà cổ phiếu nó xuất hiện những cái vùng sao nhỉ, những cái vùng thay máu, đúng không? Là chị mình thấy từ khi mà xuất hiện cây này này thì không sâu rũ hướng lên, cái yếu tố nó quyết liệt đấy, cổ phiếu nó có một cái độ quyết liệt thì con này như thế nào, rõ ràng con cổ phiếu nó tăng mạnh hơn, thu hút được cái thanh khoản, thu hút được dòng tiền tốt hơn. Còn Nam Kim cái nhịp đó này như thế nào, là cổ phiếu nó tăng thiếu đi một cái tính quyết liệt đấy, nên là mà sao nhỉ, là bây giờ nó mới đón nhận được cái sự lan tỏa ha. Đấy nên là nếu mà mạnh nhất là con Hoa Sen, nó sẽ là con mạnh nhất ha. Đấy đấy, Hoa Sen với Nam Kim vào được giá nào, quan điểm của em ngày hôm nay vẫn tham gia đấy, thì anh chị mình cứ thế mình canh những cái điểm rung lắc, mình cứ canh vào vẫn bình thường ha, đừng để cổ phiếu nó tăng quá xa nền, những gì xa nền thì không còn điểm mua đâu ha. Còn hiện tại bây giờ thị trường nó chưa bùng nổ này đấy, các cổ phiếu thì nó vẫn quanh quanh cái nền, đúng không ạ? Tăng cũng mới còn 2-3% mà cũng không ăn thua đấy, so với cái dư địa tăng của nó, đúng không? So với những cái dư địa khi mà mình nhìn sang cổ phiếu mà nó vào sóng á thì quanh quanh 2-3% như thế này, để có nghĩa là làm sao để cho chị mình lấy được một cái vị thế nó tốt nhất, đúng không? Lấy được một cái mức giá nó tốt nhất thôi đấy, nên là quanh quanh cái nền, có nghĩa là chị mình lấy cái gọi là lấy quanh quanh cái nền này vẫn bình thường, đúng không? Không vấn đề đấy. So với dư địa thì những cái mức giá này quan điểm game là vẫn còn hấp dẫn. À, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là làm sao để mà có một cái vị thế nó đủ tốt luôn, nó tốt nhất cho anh chị mình, để mà vào sóng cái là mình sao nhỉ, là anh chị mình sẽ ăn được nhiều nhất có thể. Nói thì em chia sẻ với chị mình đây con Hoa Sen, nhưng mà con Hoa Sen chia sẻ với chị mình từ những cây này này, đúng không? Lên đây này quan điểm của em vẫn còn điểm vào, đúng không? Nên là chị mình cứ canh rung lắc thôi, đừng để nó đi quá xa nền là được à, là vẫn ok ha. À, với lại thứ nhất là đừng để nó quá xa nền, cái thứ hai đừng để thị trường bùng nổ ha. À, cái thị trường bùng nổ những con mạnh mạnh như này á là những con cổ phiếu nó sẽ tăng đi lên đầu tiên, mà nó sẽ tăng một cách nó gọi là rất là nhanh, thì lúc đó thì mình sẽ không sao nhỉ, mình sẽ không mua kịp đấy, ok ha, lưu ý ha. Đấy đấy,
Rồi tiếp theo mà cổ phiếu của Techcombank mua giá 49. Techcombank hình như nhớ sắp tới này nó sẽ chia chia cái quyền. Đúng không? Mua 49 thì quan điểm của em mua cao. Nó có nghĩa là về mặt xu hướng á, con này vẫn tăng. Có nghĩa là mua với giá 49 thì anh chị mình cầm nắm thì cái xu hướng của nó sẽ sửa sai cho anh chị mình. Tại vì khi mà anh chị mình chọn một cái cổ phiếu mà trong một xu hướng tăng á thì cái việc mà sao nhỉ, cái việc mình mua cao một chút. Nhưng mà sao nhỉ, nhưng mà cái xu hướng nó sẽ sửa sai cho những cái gì mua của anh chị mình. Đấy nên là cái câu cái gọi là cái câu hỏi đặt ra, cái vấn đề đặt ra khi mà một cái cổ phiếu nó đang vào sóng tăng thì làm sao để mà tối đa hóa được cái yếu tố lợi nhuận, thì chỉ có cách anh chị mình mua ở những cái vị thế nó tốt. Rồi mua vị thế tốt là khi nào? Khi cổ phiếu nó có những động thái nó test lại hay là động thái cân bằng kịch cung á thì nhìn mới vào. Nhưng còn những cái con cổ phiếu mà giống như là con Techcombank đi chẳng hạn, mà mơ gáp như này chị mình vào giá 49 á thì quan điểm của em nó sẽ bị sao nhỉ, cái mức giá của chị mình nó sẽ bị lưng chừng. Đúng không? Trong ngắn hạn thì mình có thể mình chịu những cái nhịp độ rung lắc ha. Còn về mặt bằng cấp, quan điểm của em những con này nó vẫn còn tăng, mua trên này thì mua cao nha anh chị, mua trên này mua cao lưu ý ha, bởi nhận diện trẻ đấy. Nhưng còn bản chất cái nền của nó tốt như này đấy. Còn tất công anh mua nhận quyền, xem cái quyền như nhớ trước có nó có một cái quyền, đúng không, cái quyền này chưa cập nhật à, nó có một cái quyền chưa cổ tức tiếp tục á. Rồi tiếp theo mẹ cổ phiếu của ghét nắm giữ cũng không em ghét ghét anh gì ghét quan điểm con này xác suất nổ rất là cao. Quan điểm con này á, xác suất nổ trong những phiên tới cực kỳ cao. Anh chị mình nhìn cái cách đánh, là nhìn cái việc mà cổ phiếu nó test, nhìn cái việc mà cổ phiếu nó kiếm ra những cái lượng cung, đúng không ạ, và bắt đầu sẽ nhịn siết chặt biên độ thanh còn thấp, chỉ cần một cái dòng tiền kích hoạt con này vào sóng, nó y chang con nào gì, y chang những cái con thép, đúng không? Trong một cái gọi là trong một cái giai đoạn hồi phục của cổ phiếu á, giai đoạn này là giai đoạn hồi phục của cổ phiếu này, thì trong một cái giai đoạn cổ phiếu vừa hồi phục vừa hấp thụ, vừa hồi phục vừa rũ bỏ, vừa hồi phục vừa kiểm tra lượng cung á, thì lượng cung gần như nó không có yếu tố tuôn ra, đúng không? Giống như con ghét, giống như phim này này, đấy, phim này cũng con Nam Kim này, con Hoa Sen này, đúng không? Sau những cái giai đoạn mà cổ phiếu nó kiếm ra cái lượng cung hàng mà gần như không có cái lượng cung đeo bám nào nó tuôn ra, và không có những cái lượng cung hàng nó bị bung lên, đúng không? Và sau những yếu tố cung hàng nó bị bung, gọi là không bị bung lên như thế, cổ phiếu nó bắt đầu nó siết chặt biên độ trở lại, thanh còn thấp trở lại, thì cái xác suất dòng tiền kích trọt và pha mới cực kỳ cao. Đấy là con ghét nó đang ở giai đoạn này của con Hoa Sen này. Đấy chị không, đấy giai đoạn này này, chị mình che lại y chang, đúng không? Bật con ghét cho chị mình xem này, thấy chưa, đúng không, thấy không? Đây là cổ phiếu hồi phục này, nhưng mà trong quá trình hồi phục rõ ràng con này không bị bung thanh khoản. Cái sao cái lực bán đối với cổ phiếu gần như không có, đúng không? Không có yếu tố lực bán ra, không có những cái lượng cung lớn để mà nó tung ra, đúng không? Và sau những cái dần dần những yếu tố kiếm ra test tung liên tục theo yếu tố thị trường, là bắt đầu giai đoạn này không còn lượng cung nữa, đúng không? Cái nghĩa là cổ phiếu nó bất biến. Cái nghĩa là sao? Lúc mà hưng phấn nó cũng không hưng phấn, lúc mà hoảng loạn nó cũng không hoảng loạn, đúng không? Cái nghĩa là sao? Là cái lượng cung của nhà đầu tư mình à, gọi là của nhà đầu tư mình à, gọi là của những cái nhà đầu tư cá nhân cầm nắm á, gần như không còn. Chứ còn bản chất nếu mà lượng cung của nhà đầu tư cá nhân mà còn cầm nắm á thì gì không, là hoảng loạn cũng phải rất là hoảng loạn, là cái lượng cung lúc đó nó sẽ bị bung ra luôn, nó sẽ xuất hiện những cái lực bán ra. Nhưng mà chị không, ngày hôm nay siết chặt biên độ thanh còn cực kỳ thấp, đúng không? Cái bao nhiêu cái lượng cung bắt đầu sao nhỉ, bắt đầu nó đạt một cái thế cân bằng, chỉ cần một cái dòng tiền nhích nhẹ kích trọt thôi con này vào sóng. Đấy nên là con ghét anh chị mình phải nắm giữ ha. Khi nào nó có một cái phiên bùng nổ thanh khoản cỡ đâu đó cỡ tầm mà khoảng 30 đến 50 triệu cổ phiếu kích trọt lên, cái cây đó là cây vào sóng của cổ phiếu, anh chị mình lúc đó anh chị mình thích ghét cứ mua, đúng không? Cây đó cây kích trọt vào sóng, có nghĩa là sinh nhật đây là giai đoạn gọi là tái tức, gọi là giai đoạn hấp thụ, đúng không? Giai đoạn giao thoa, giao thoa giữa gì, giao thoa giữa giai đoạn hồi phục và giai đoạn bước vào chính sóng. Đấy nó y chang cái con Hoa Sen, y chang con Nam Kim, không khác gì cả đâu anh chị, lưu ý ha. Đây này giao cũng thấy con Nam Kim này, giai đoạn hồi phục đi lên, quan trọng nhất là cái nhịp độ hồi phục đi lên, cổ phiếu nó không bị bung thanh khoản này, không? Thị trường rủ 35 điểm, thị trường giảm hai mấy điểm, nhưng mà con là sao, không có cung hàng để mà bung lên, không có những cái lượng thanh khoản để mà nó bung lên, không có những cái lượng cung đeo bám, cung tích tụ để mà nó bung lên, thì như mình thấy sao, có nghĩa là cổ phiếu nó kiệt cung, mà cái yếu tố kiệt cung là cái sao nhỉ, là cái điều kiện cần trước khi nó thu hút được dòng tiền. Và rõ ràng trước khi nó thu hút được dòng tiền đây này này, thì con này sao nhỉ, con này cũng tạo ra một vùng kiệt cung, đúng không? Nó kiếm ra cái lượng cung, và anh chị mình thấy những con nào mà bung thanh khoản trong giai đoạn này nó có lên nổi đâu. Nhưng mà những con giống như cũng EKB này thì sao, EKB này lên cái lực bán xuống là cung lớn, lực bán xuống cung lớn này thì sao, nó đi lên không, nó cực kỳ nhọc nhằn mà nó kìm hãm một cái quá trình đi lên. Đấy nên là quan điểm của em về mà con ghét đó, đấy chị mình có thể đánh được. Đấy quan điểm con này cần đánh rồi, đấy siết chặt biên độ này, khác xác suất bùng nổ cực kỳ cao, nên là có hàng thì cứ nắm giữ. Thậm chí là sao nhỉ, thậm chí khi mà dòng tiền nó mò chạy vào á, anh chị mình mua thêm để mà nó phát triển cho một cái xu hướng mới đối với cổ phiếu đi lên ha, ghét đó. Đấy còn nắm giữ ok nha anh chị ha. Rồi tiếp theo FAR hộp vốn bán hay giữ anh?
FRR cũng gì ta? Chưa nghe gì. DRI hòa vốn bán hay dự? DRI hay gì? Nhầm cao su ok mà. Nhầm cao su thì mình có hàng cái nắm giữ nhá. Nhưng mà con DRI này chia sẻ với chị mình nè. Hôm trước nó có một cái thông tin. Đúng rồi, thông tin liên quan đến con của ông tổng giám đốc gì đó. Đúng rồi, tội rửa tiền. Đấy, nên là sao nhỉ? Nên là nó kìm hãm một quá trình đi lên này, cũng nó tăng ra này. Chứ còn mà chắc nhìn qua những con cao su khác này, giá cao su đang lập đỉnh này. Đấy, con gì ta? BDR Đồng Phú này, vượt đỉnh này. Đúng rồi, kia cung ngày hôm nay dòng tiền vào đó, cái kích hoạt này. Nhìn không? Là cái tạo ra một cái mô hình cốc quay cầm này. Đấy, ngày hôm nay là điểm 3 phút kích hoạt này. Hay là con này nữa gì? GVR cũng tăng này. Đó, nhìn không? GVR tăng này. Rồi nhìn ta DRC tăng này. Thấy chưa? Đấy, đó là dòng cao su là đang dòng mạnh. Đấy, đó là con DRC nó bị kim. Con DRI nó bị kim hãm bởi yếu tố doanh gọi là yếu tố thông tin của doanh nghiệp thôi, nhưng mà quan điểm của em về cái mức độ ảnh hưởng của thông tin đó thì nó không có nhiều, tại vì cái thông tin đó đâu đó là cái gọi là cái thiệt hại á, thì đâu đó tầm khoảng có 11 tỷ à, thì 11 tỷ so với một doanh nghiệp như này quan điểm em bình thường, và nó cũng đã phản ánh qua những nhịp vừa rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dòng của nó mạnh, đó là chỉ mình có hàng cứ nắm giữ. Đúng không? Còn hòa vốn thì quan điểm em vùng này cứ nắm giữ đi, chạm giá 13 là con này thủng 13 bán không thì thôi ha. Tại vì dòng cao su nó là vẫn đang là một cái dòng mạnh đấy, không vấn đề đấy, dòng mạnh thì cứ nắm giữ, đừng có gọi là đừng có anh chị thông, giai đoạn này đừng có nhảy ra nhảy vào anh chị thông. Mỗi dòng anh chị thông, mỗi dòng nó kéo gọi là mỗi dòng nó kéo 30 phút đúng không, ngày gọi là sáng ra kéo một chút dầu khí, rồi sáng ra kéo một chút đầu tư công, rồi tới bán lẻ, rồi tới dệt may, rồi tới thép, rồi tới chứng khoán, rồi tới ngân hàng đấy. Mỗi dòng nó kéo 30 phút này thì mình cứ nhảy ra nhảy vào là quan điểm của em là gọi là sẽ gì, mất đi thứ nhất, mất đi vị thế. Cái thứ hai là sẽ gì, bị gọi là bị mất đi một cái thế chủ động, là cái việc mà cái lượng hàng chưa kịp về ha. Nữa là sẽ gì, dòng khỏe xu hướng tốt thì có hàng cứ nắm giữ, đừng có lăn tăn, chỉ cơ cấu những con nào cần cơ cấu. Còn yếu quá, những con mà nó yếu, những con cổ phiếu mà nó bị bung thanh khoản, những con cổ phiếu mà nó thiếu độ nhạy á thì nên bán ra thôi. Còn bản chất những con cổ phiếu đang dòng mạnh như thế này bán làm gì, xuống đi lên mà tin tức kệ nó chứ. Đấy, đôi lúc quan điểm của em á, đôi lúc mà một cái thông tin mà nó ra trong lúc mà thì trong lúc cổ phiếu nó đang tăng á, thì thông tin đó là nó lại là kiểu xuống tốt á. Tại vì sao? Nó sẽ rũ bỏ đi những cái nhà đầu tư mà tâm lý yếu hay đập tin tức rồi này kia á, rũ bỏ những cái nhà đầu tư đó ra, đúng không? Rũ bỏ những nhà đầu tư trong ngắn hạn ra. Đấy, thì nó sẽ sao nhỉ, thì nó giai đoạn sau đi lên á, nó sẽ ít dần cái sự đeo bám, ít dần những lượng cung, đúng không ạ? Lưu ý ha. Nên là nhìn chung là đây rồi cứ cứ nắm giữ bình thường. Tiếp theo mà cổ phiếu của Dabeco mua mới được không anh? Dabeco anh chị em xem ha, và cổ phiếu của Dabeco thì Dabeco quan điểm của em về mặt mua mới thì không có, đúng không ạ? Nó không có điểm. Tại vì sao nhỉ? Tại vì giai đoạn này này để mua anh chị không, trong một cái xuống đi lên nó không phải lúc nào nó xuất hiện để mua, đúng không? Cái con này nó thích hợp cho những cái việc gì mình nắm giữ hơn, tại vì cổ phiếu đang tạo kênh này, siết chặt biên độ, nhìn chung là thanh còn thấp thấp trở lại, là có nghĩa là anh chị mình có hàng á, mình là mình cứ nắm giữ. Còn cái điểm mua mà anh chị không, điểm mua là tốt nhất đối với một cái mã cổ phiếu sau thời điểm đủ hướng lên á, là cây này, thấy không? Rõ ràng này, sau đủ hướng lên này, cái vùng này là cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền trước này thì nó sẽ tăng trước, đúng không? Nên là anh chị mình thấy cây này cây mua này, cây này cây xác nhận đấy, đó là chỉ có hai cây này là anh chị mình mua thôi, đúng không? À, cảm ơn chứng khoán này, cảm ơn Vương rất nhiều ha. Nói thì chị mình không, cái là sớm á, chị mình nhận diện sớm mua cây này, nói lúc mà dòng tiền nó vào đấy, đấy mua mua cây này, cây buy watch dòng tiền vào xác nhận, đấy vào xuống đi lên, còn lên trên này quan điểm của em về mặt đi mua thì không có, ha, không có đi mua đâu, không có đi mua trên này, có thì nắm giữ thôi, đấy, nó thuộc dạng nắm giữ chứ không phải là trên này mua thì nó lên chừng, ha, ok ha, rồi tiếp theo về mặt cổ phiếu của VGS nay vào 37 ok không anh, cao quá, VGS nó tăng từ đời nào rồi bây giờ thì mình mới vào, đúng không? Và rõ ràng con này nó nền nó đâu, nền ở đây. Sau rũ bỏ này dòng tiền kết hợp vào vào những vùng gọi là vào những cái vùng á mà dòng tiền nó sao nhỉ, nó thu hút đầu tiên, đúng không? Còn mà chắc khi mình đang tăng xa cái nền rồi, về mặt quan điểm của em thì không có đi mua, thì thay vì đó thì mình sẽ mua những con cổ phiếu gọi là nó bắt đầu nó gọi là nó găng nền và nó có xu hướng nó vượt đỉnh đi lên á, giống như là hoa sen, giống như là nam kim, thì quan điểm của em nó sẽ ok hơn, nó sẽ thích hợp và nó sẽ có điểm mua hơn cho anh chị mình. Còn về mặt bản chất VZ mạnh không, mạnh, nhưng mà mạnh nó ở một cái thời điểm nào nữa, đúng không? Có nghĩa là đâu phải là những cổ phiếu nó xe nên là lúc đó thì mình mới vào đâu, đúng rồi, đi mua nó ở đây nè, nói nó xe đi mua gọi là một cái điểm mua chung của nó rồi á, thì về mặt bản chất của em có đẹp cách mấy, con nó có khỏe cách mấy, thì quan điểm của em sao gì cũng không mua được ha, cũng không phải là cái điểm mua tốt. Đấy, có nghĩa là cổ phiếu nó mạnh ở một cái gọi là, nhưng mà mua là phải mua ở giá nào nữa, nó giống như là con hoa sen là nam kim á, giai đoạn này đó chính là cái điểm mua ha. Còn con VZ nó sẽ là cái điểm nắm giữ đấy, đi mua nó ở đâu, đi mua nó ở đây rồi ha, đi mua nó ở đây nè. À, nó là chị mình bây giờ mới mua chính là chị mình sẽ bị trễ, nó nhận diện mới bị trễ ha. Đấy, còn nay mua 37 thì có hàng cứ nắm, tại vì dòng này vẫn em còn quan điểm với chị mình dòng mạnh mà, dòng này vẫn ok, dòng này vẫn mạnh đấy, thì mua thì cứ nắm giữ thôi, không vấn đề. Tiếp theo CTG mang ngoài đây dành xuất quan điểm của em con này chậm, con này đâu phải bây giờ em mới nói với chị mình, đúng không? Em để nói với em để đề cập với chị mình từ lúc mà con cổ phiếu này này
từ lúc cổ phiếu nó có yếu tố nó mở biên giảm á, nó đồng pha với thị trường này, đồng pha trong một nhịp giảm á, mà nó bị bung thanh khoản, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn chị Yến ha. Đấy, mà nó bị bung thanh khoản. À, cảm ơn Lê Ngân Invest ha. Mà nó bị bung thanh khoản, đúng không ạ? Một cái cổ phiếu á mà nó có một cái biên độ giảm sâu, thứ hai là cái gì? Thứ hai là nó bị bung thanh khoản á, thì nó sẽ thứ nhất á, để thì nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian để mà nó loại bỏ và nó tiêu hóa đi những lượng cung này. Nếu mà cổ phiếu nó khỏe thì nó sẽ giống với con CTG là sao? Là nó cứ giữ giá nhưng mà sao nó phải tạo ra những cái độ chán nản, đúng không? Còn nếu mà cổ phiếu nó yếu, thị trường yếu á, thì nó sẽ có thêm những cái điểm rủ. Điểm rủ đó là những cái điểm rủ rất là gắt ha, nên là anh chị thấy nó lên con CTG này, được không? Tiếp tục thanh nhiệt, nó có một những cái lực bán tiếp diện nữa, những cái volume lớn này, nên là một cái quá trình đi lên của cổ phiếu gì không? Rõ ràng một cái quá trình đi lên của cổ phiếu á là sao nhỉ? Nó bị kìm hãm, đúng không? Là nó sao nhỉ? Là nó không có một cái động thái của nó đi lên một cách quyết liệt, nên đối với những cái dạng cổ phiếu này nó sẽ chậm. Và như mình đánh đấm những con này á, quan điểm cái mức độ cái tỷ suất sinh lời á, nó sẽ sao nhỉ? Nó sẽ gọi là nó thấp hơn so với những cái dòng khác còn lại. Đấy thì anh chị mình có thể sao nhỉ? Nếu mà mình nắm những con này á, quan điểm canh gọi là canh chuyển đổi sang những cái mã cổ phiếu, sang những cái dòng cổ phiếu nó có một cái độ beta nó tốt hơn. Thì về chia sẻ với chị mình hai cái nhóm ngành mũi nhọn trong giai đoạn này, một là chứng khoán, hai là thép, thì có thể canh những cái con mà chậm như thế này á, anh chị mình canh luôn chuyển qua. Còn bản chất để mà tạo sóng những con này á, lâu lắm anh chị. Đấy, dòng ngân hàng anh có chia sẻ với chị mình rồi, là những cái con cổ phiếu sao nhỉ? Là những cái con cổ phiếu á, nó phải là gọi là kênh trên xuống lên thì mới nên đánh. Giống như nếu mà đánh á, phải đánh những con giống con SCB á, thì mặt bay ra nó mới có xu hướng, đúng không? Đánh những con cổ phiếu giống như là EB á thì mặt bay nó có xu hướng này, hay là con thằng gì con Techcombank này mặt bay nó có xu hướng. Nếu còn bản chất anh chị mình đánh những con CTG này, nhau đi lên một cái quá trình đi lên cổ phiếu, cái lượng cung của cổ phiếu tích tụ nó lớn, đúng không? Nên là cái quá trình đi lên của cổ phiếu đó, nên luôn luôn gặp những yếu tố áp lực, thì những con này làm sao nó phát triển sóng được, đúng không? Làm sao nó phải là nó là những con cổ phiếu nó tạo ra một cơn sóng tăng được. Nó chỉ là những cái con cổ phiếu nó hỗ trợ cho một cái nhịp độ đầu tiên, nếu mà thị trường của chúng ta nó cần có một cái điểm kích hoạt á, cần có một cái điểm nó thu hút, gọi là thu hút về mặt chỉ số, gọi là thu hút về mặt thanh khoản á, thì những con này nó sẽ có một điểm nổ đầu tiên. Tuy nhiên nó sẽ không phải là những con cổ phiếu nó phát triển theo xu hướng, nó không phải là những con cổ phiếu nó thuộc tiếp những cái cổ phiếu nó thuộc dạng dẫn dắt ha. Mà đấy nên là chị mình lưu ý tới có những cái con dẫn dắt đặc tính lúc này có chia sẻ với chị mình rồi, là những con cổ phiếu nào gì, là những con cổ phiếu trong giai đoạn này này nó phải thu hút được những dòng tiền. Và thấy rõ ràng chị không, rõ ràng những con cổ phiếu giống như là con HSG là trong cái nhịp độ đầu tiên là thu hút được dòng tiền này, thì giai đoạn bung nó đi lên nó là con cổ phiếu là gì, con cổ phiếu nó leader, con cổ phiếu nó tạo sóng. Ok chị ha, đó là về mặt bản chất con CTG cần cơ cấu chuyển đổi. Chị nói mà tiếp theo là gì, mà cổ phiếu khác ha, CTG tiếp theo Get và Vinamilk giữ được không bạn? Quan điểm của em Vinamilk chậm, Vinamilk canh cơ cấu đấy, anh nhìn không, cả một cái chu kỳ sống con này nó có lãi đâu, nói con này đâu có sao nhỉ, đâu xuất hiện những cái con lãi, đâu tạo ra được cái gọi là cái giai đoạn kiếm tiền cho chị mình, đúng không? Những con này đầu tư những con này mất, gọi là thứ nhất là gọi là không sinh lãi, nói cái thứ hai nữa sao nhỉ, cái thứ hai á là nó mất đi rất là nhiều những cái chi phí rồi. Thay vì như mình cầm nắm con này đi mua con khác, lãi bây giờ biết bao nhiêu, đúng không? Nên là về mặt bản chất của em, những con chậm này đây là nằm trong cái gạch đầu dòng số 3. Lúc đầu những cái buổi livestream mình có chia sẻ với chị mình á, là những con cổ phiếu nó sẽ chậm thì hơn so với thị trường, cái đó là những con cổ phiếu nó không có độ nhảy về sóng. Đấy thì đối với những cái dạng cổ phiếu này nên cơ cấu nha. Cái còn đối với cái cổ phiếu giữa Get và là Vinamilk á, thì em chia sẻ với chị mình về một cái yếu tố này cho chị mình, em đánh giá với chị mình nhịp sau nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều á, là chị mình bán con Vinamilk đi qua mua thêm con Get này. Đấy thì nhịp sau quan điểm của em cái tỷ suất, cái hiệu quả, cơ cấu hiệu quả đầu tư và cái danh mục của chị mình á, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái việc mà chị mình giữ Vinamilk. Ok ha, đấy nên là về cái danh mục mà có Get với lại con Vinamilk á, là bán con Vinamilk đi, đi mua thêm con Get này. Đấy thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, xu thế của Get là rõ ràng. Đúng không? Siết chặt biên độ kia cung này, cổ phiếu hồi phục tốt rồi nè. Nó tạo ra một cái tiền đề tốt này, chỉ cần một dòng tiền kích hoạt cái vào sóng ngay. Đấy nên là còn Vinamilk gì không? Cả một chu kỳ có tăng nào. Anh chị mình đầu tư con này làm sao có lãi được? Nó bùng nổ cây lục lại, nó bùng nổ cây phủ đỉnh lại, bùng nổ cây phủ đỉnh lại, đúng không? Nó là lưu ý về kiểu tố này, về mặt quan điểm những con này không nên đầu tư, không nên đánh, không nên cầm, đấy, nên bán ra. Đối với cổ phiếu, tiếp theo EGR tại giá bao nhiêu ạ? EGR là gì? EGR cuối sóng bán. Đấy, quan điểm của em về mặt những con mà thì cuối sóng bán, cuối nhịp bán. Còn khi nào bán á, thì em sẽ thứ nhất em sẽ cập nhật với chị mình trong những cái buổi livestream, đúng không? Nên là chị mình chưa gọi là chưa follow kênh á, thì chị mình có thể follow kênh. Để mà khi mà em lên những buổi livestream á thì em sẽ thông báo với chị mình về những hành động ha. Cái thứ hai, nếu mà sao nhỉ, cái tín hiệu nhanh nhất thì chị mình có thể mình tham gia trong cái cộng đồng chia sẻ, đúng không? Tại vì trong cái cộng đồng chia sẻ này á là sao nhỉ, là em sẽ cập nhật với chị mình trong phiên, đúng không? Có nghĩa trong phiên nó xuất hiện cổ phiếu nào, nó xuất hiện cổ gọi là xuất hiện dòng tiền, xuất hiện những cái điểm nhấn, xuất hiện những cái yếu tố sao nhỉ về mặt cái bản chất, về mặt đi mua,
thì em sẽ thông báo với anh chị mình, cập nhật với anh chị mình trong cái cộng đồng chia sẻ này, hay là cổ phiếu nó có tín hiệu bán thì sẽ cập nhật với anh chị mình trên này cả ha. Đấy, nên là anh chị mình chưa tham gia vào cộng đồng chia sẻ thì mình cứ tham gia vào đấy, hoặc là muốn mua con gì đó đấy thì trong phiên, đôi lúc trong phiên nó mới có tín hiệu mua chứ, đúng không? Tại vì dòng tiền gì đâu, dòng tiền nó chỉ luôn dịp trong phiên đó đấy, nên là để mà có một cái yếu tố nó chính xác nhất thì trong phiên đó chính là cái tín hiệu mà em, quan điểm của em là chính xác và kịp thời nhất, để cho anh chị mình sao gì, để mà em thông báo với chị mình và sao gì mình mua một cách nó kịp thời ha. Đấy là chị mình chưa tham gia vào thì mình cứ tham gia vào trong cái cộng đồng chia sẻ này ha, ok chị ha. Đấy, khi nào có đấy, tại vì con EGR em vẫn đang nắm giữ mà, đấy con này em vẫn nắm giữ vẫn mua đúng không, đấy là khi nào có điểm bán thì em cũng sẽ thông báo với chị mình ha, ok ha, minh bạch ha. Tiếp theo, cổ phiếu FPT có hướng tăng không ạ? FPT có cổ phiếu tăng là gì? Cổ phiếu này là cổ phiếu nó đại diện cho cái nhịp tăng này của thị trường, đúng không? Và rõ ràng cái con đại diện á là con MWG này, đấy, có nghĩa là hai con cổ phiếu này là hai con cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền và nó là những con cổ phiếu nó đi lên trước so với thị trường của chúng ta, nó thu hút dòng tiền trước này, thì hai con này là hai con cổ phiếu nó đại diện. Đấy, nên là cái thứ nhất là con FPT là con cổ phiếu xác nhận thu hút được dòng tiền đầu tiên này, bứt tốc đi lên, có nghĩa là cái cây trước lệ á, làm để đề cập với chị mình á là thị trường của ta nó ổn rồi. Tại vì sao? Tại vì những cái cổ phiếu nó mang tính chất gọi là cái cơ bản nó tốt, đúng không? Nó có một cái nền tảng tốt và nó thu hút được dòng tiền á thì thị trường của ta nó sẽ sống cân bằng. Hai nữa là nhịp này như không bùng nổ đi lên. Cái thứ hai nữa là cổ phiếu này sao nhỉ? Cổ phiếu này nó có một cái động lực tăng giá bằng cái việc mà chia cổ tức, gọi là chia cổ tức. Đó là chị mình thấy con nào mà chia cổ tức, con nào mà sao nhỉ? Con nào chia cổ tức, chia phát hành quyền đồ này kia đó là giai đoạn này chính là cái động lực tăng giá đối với cổ phiếu. Hai là về mặt FPT, quan điểm của em những con này xu hướng tăng tốt đúng không, không có yếu tố gì vi phạm cả thì chị mình có hai mình cứ nắm giữ bình thường chứ, nó xu hướng nó vẫn là xu hướng tăng ha. SHB vốn 12.2 giữ hay bán anh? Quan điểm của em nếu mà chị mình nắm giữ SHB á thì chia sẻ với chị mình nên nên cơ cấu đúng không, nên hạ ra là nên qua đánh con khác, khi nào con này vượt hẳn 12.5 này vào, nó vượt hẳn 12.5 tạo sóng vào. Còn giai đoạn này chị đang đánh những con này mệt mỏi không, nó cứ lên nhịp xuống lên nhịp xuống lên nhịp xuống lên nhịp xuống đánh như thế này á, nó tạo ra một cái cơn sóng anh chị mình đánh như thế này rất là say đúng không, cái hiệu quả đầu tư cũng có luôn, nó cứ quanh quanh đâu đó 11.5 12 đấy, cứ quanh quanh những ngưỡng này á, đầu tư những con này quan điểm kèm nó bị chậm đúng không, nó bị chậm nhịp đấy, nên là về mặt bản chất thì nên cơ cấu qua cái giống ngành khác, nó có yếu tố nó sẽ nhịp, nó có một cái độ beta nó tốt hơn đó. Thì trong giai đoạn này chia sẻ với chị mình về hai cái nhóm ngành đúng không? Một là chứng khoán, hai là thép, nói cơ cấu chuyển đổi qua thì quan điểm kèm đánh như thế nó sẽ gọi là nó đỡ cực hơn cho chị mình, nó có gọi là cầm nắm những con này đỡ tâm lý anh gì đâu, trước bùng nổ con cây nghiệm này giảm lại gọi là về lại nửa phiên rồi, nó nửa phiên cây này trước rồi, nhìn chung đánh những con này nó hơi mệt mỏi ha, cầm nắm còn nhìn chung là cầm nắm còn sao gì cũng bị tâm lý, nên là về mặt bản chất thôi để nó vào sóc đánh, đừng cái cụ gọi là đời đừng có mua để mà chờ sóc, kệ đừng có mua vào sau đó nó chờ mà sao gì mà vào sóng rồi mua đấy, cổ phiếu có dòng tiền kích hoạt ngay mua. Nhưng mà chị mình để ý này, cái dòng ngân hàng á là cái dòng nó bị chậm đúng không, cái dòng ngân hàng là cái dòng nó chậm, nhưng mà cái độ lan tỏa về cái gọi là cái điều kiện hiện tại của thị trường á, nó cũng sẽ không cho phép cái dòng ngân hàng nó đi lên theo một cái cách đồng thuận, mà nó sẽ đi lên theo một cái dạng á là từng cái mảng cổ phiếu nó đi lên đúng không, nghe con nào nó có xu hướng nó có dòng tiền á đi lên theo cái dạng riêng lẻ đúng không, chứ không phải là cái yếu tố đồng thuận cả một cái dòng nó đi lên. Tại vì sao? Khi mà một cái dòng đi lên á, nó đòi hỏi một cái mức độ thanh khoản với là thị trường lúc đó nó phải có xu hướng, và cái thứ hai là các mảng cổ phiếu loại hai nó phải xác định nó phải có một cái thế đánh và nó sẵn sàng nó đi lên á, thì sao nhìn tiền nó mới có tính dòng. Còn bây giờ là dòng ngân hàng nó chỉ đi lên theo một cái dạng riêng lẻ, lưu ý ha. À, cảm ơn sang ha, đi theo một cái dạng riêng lẻ đúng không, đấy nên là đừng có đánh vào những cái gọi là chọn những con này đánh á thì nó sẽ bị chậm nhịp. Đấy nên là về mặt bản chất quan điểm của em á về cái yếu tố cổ phiếu á, về cái xu hướng cổ phiếu á, nó vẫn đi ngang, cái xấu thì nó không có xấu nhưng mà tốt đẹp nó chưa có tăng đúng không. Cái thứ hai á là đến cái thời điểm hiện tại đúng không? Tính đến cái thời điểm hiện tại luôn nè, thì sao vậy? Thì nó có những cái mã cổ phiếu khác nó có là những cái sự lựa chọn nó tốt hơn, thì nên sao nhịn thì nó chuyển sang những cái sự lựa chọn tốt hơn đó chị mình đánh vào ha. Đấy thì chứng khoán thép nó sẽ hai cái nhóm ngành chủ đạo để cho chị mình đánh vào trong cái nhịp này ha. Nên nhìn chung nếu mà cầm nắm con SHB thì cái khả năng sinh lãi của chị mình nó sẽ rất là gọi là quan điểm của em nó sẽ bị hút hơi, nó sẽ thấp hơn so với thị trường và so với những cái mã cổ phiếu khác ha. Rồi tiếp theo mã cổ phiếu của HES sao ạ? HES là gì? HES hả? HES con này vẫn xu hướng tăng đúng không anh chị, thấy rõ ràng con này vẫn là một cái trend tăng, và nó tăng từ đâu? Nó tăng từ những cái nền tảng tích lũy lớn đối với cổ phiếu, đây là một cái nền tảng tích lũy lớn này đấy, thì sau đó nó mới tạo ra được một nhịp tăng đúng không, và nhịp tăng này thì sao, cái nhịp đầu mà nó quyết liệt á, nó không bao giờ tăng một nhịp cả, bây giờ nó vẫn trong một xu hướng tăng mà đúng không, nên là chị mình thấy những cái yếu tố những cái phiên rung lắc đi chẳng hạn
thì con này nó vẫn sao nhỉ, vẫn xuống, gọi là nó vẫn sao nhỉ, nó không bị bung thanh khoản, nghĩa là cái thanh khoản của nó, cái sự đề bán cổ phiếu cần như không có nhiều, hay là đối với những cái dạng cổ phiếu này á, nó vẫn là trong trend tăng, và con trong trend tăng á thì có hàng cứ nắm giữ đối với thị trường này bình thường ha, đừng có nhảy ra nhảy vào, đừng có nhảy ra nhảy vào, tại vì sao mỗi lúc nó tăng một, gọi là cứ ba, gọi là bốn ba 40 phút mỗi ngày nó tăng một con, mỗi ngày nó tăng một phiên, gọi là mỗi ngày nó tăng một dòng, mà chị mình cứ nhảy ra nhảy vào, quan điểm của em á, nhảy ra nhảy vào chứ không, gọi là thấy cái dòng này tăng đi bán cái dòng chưa tăng đi mua dòng tăng á, thì dòng tăng bắt đầu nó chững lại, rồi dòng chưa tăng bắt đầu tăng lên, nếu quan điểm của em đánh như thế rất là sai vòng ha, lưu ý ha, đấy nên là cổ phiếu nào nó có xu hướng nó sao nhỉ, nó có xu hướng nó giữ được cái xu hướng của nó không vi phạm á, thì có hàng cứ nắm giữ bình thường, không cần phải lăng tăng, không cần phải nhảy ra nhảy vào, lưu ý ha. Tiếp theo là HHV sao anh, HHV dòng đầu tư công chậm, dòng đầu tư công giai đoạn này không có sóng, không có sóng thì không nên đánh, lưu ý ha, không nên đánh đầu tư công, tại vì đầu tư công giai đoạn này chị không nó có sóng đâu, VCG này nó đã có sóng đâu đúng không ạ, LCG này nói, và em vẫn chia sẻ với chị mình, nhắc đi nhắc lại với chị mình trên những cái buổi livestream á, là cái dòng đầu tư công trong năm nay không nên đánh, nói vì sao không nên đánh thì đến thời điểm hiện tại nó cũng đã trả lời cho chị mình rồi, là sao gì, là không có sinh lãi đúng không, cổ phiếu nó không có sóng thì nó có nhiều những cái nguyên nhân của nó để mà nó không có sóng đúng không, tại vì sao, liên quan đến cái vấn đề về những sao gì, về những cái bộ máy chính trị, hay nhìn chung là liên quan đến chính trị nhiều đấy, nên là nhìn chung là sao gì, là anh chị thông khi mà chính trị căng lên thì sao gì, thì những cái dòng này nó sẽ bị ảnh hưởng và nó không có cái độ thu hút, không có một cái sự hấp dẫn, cái sự thu hút về mặt dòng tiền, thì quan điểm em khi mà nó không thu hút được dòng tiền á thì nó sẽ không có sóng, mà khi không có sóng thì sao gì, khi có sóng thì không đánh vào đúng không, chứ còn không có sóng mà chị mình đánh vào thì làm sao có lợi nhuận, lùi ha, đó nên là đó, dòng không có dòng tiền thì không nên đánh. Tiếp theo mà cổ phiếu của BVD và mối ổn không anh, về cái dòng dầu khí BVD hay gì, dòng dầu khí xem hết cái dòng một chút ha, BLS này ok này, BLS vẫn là con leader này, BVS vẫn trong này, BVD, BVC, còn BVC là quan điểm của em là con cổ phiếu mà nó ok nhất trong giai đoạn này. À, còn về mặt bằng chắc mua còn BVD á, BVD quan điểm của em nó đang ở thế xuống đúng không, rõ ràng chị Thao nó đang ở trong một thế xuống này, đây này, đấy, nó đang ở trong một thế xuống này, thì để theo nhịp để cổ phiếu nào rắc hơn lên đi, có một cái dòng tiền kích hoạt vào đi thì đó chị mình mua ha, còn trong thế xuống như này quan điểm của em nó hơi mong manh, ngày hôm trước nó có một phiên áp lực bán này, nếu mà trường hợp thị trường xấu đi chẳng hạn thì những con này rất là dễ xuất hiện một cái áp lực bán tiếp diễn, hay nên là nhìn chung cơ bản là sao nhỉ, có một cái cây gọi là cái cây nó bảo kê đã, một cái dòng tiền nó bảo kê đã thì nó mới nên vào ha, nên là con này nên chờ thêm, và khi nào có tín hiệu thì sẽ báo với chị mình trong này, đó nên là chị mình cứ tham gia vào cộng đồng chia sẻ lên này, khi nào có tín hiệu sẽ báo với chị mình đấy, không cần phải lăn tăn ha, nhưng mà tín hiệu đó thì phải trong phiên rồi nhỉ, chứ nhìn là những cái cách đóng cửa này thì chưa có điểm được ha, nói lúc mà trong phiên vào ngày ngày mai ngày mốt đi chẳng hạn, nó có một cái bùng nổ hướng lên thì sao đúng không, lúc đó cây vào đúng không, thì lúc đó sẽ cập nhật với chị mình về điểm mua ha. Tiếp theo này chị, em sử dụng hai đường ME là vậy, em sử dụng ME10 với lại ME20 anh chị, BID BVD chịu giữ, nếu mà BVD á có nghĩa chịu mua thì chưa mua được, nhưng mà giữ thì có thể nắm giữ thêm, nhưng mà riêng đối với con BIDV á là nên cơ cấu đúng ạ, nên cơ cấu con này rất mong manh và nó ra như thế nào, nhưng mà không thu hút được dòng tiền và nó đang trong một thế là đi xuống như này á, đùng cái thị trường rủi ro, cái con này mờ biên cái là không biết nó giảm đi đâu tới đâu đúng không, cái nền nó của nó tốt dưới này này, đấy nên là về mặt bản chất đối với những cái dạng cổ phiếu mà nó không tạo dựng được một cái thế đánh, nó không thu hút được dòng tiền trong cái nhịp này á, quan điểm em cần cơ cấu, vì con này nó sẽ rất khó để mà nó phát triển được một xu hướng ngay ha, nên là nhìn chung á là về mặt bản chất nên là cơ cấu á, thì cơ cấu qua chứng chứng với thép trong nhịp này ha. Em cảm ơn anh Everyday đã chia sẻ buổi livestream của em ha, cảm ơn chị mình rất là nhiều. Đấy, còn BID là quan điểm của em chia sẻ với chị mình á, là con chậm, thì con chậm trong giai đoạn này thì mình cứ quyết liệt cơ cấu đến gì đúng không, quyết liệt cơ cấu những con chậm ra, nhưng mà chi để mà từ đó là cái danh mục của chị mình cứ tập trung vào những con mạnh, ok ha. Lắc qua đây hả, ủa không biết sao nó lắc ra à, thảo nào cái mắt xem nó xuống, ủa em là bật 4G đến gì, em bật 4G để em live stream đấy, mà thảo nào hèn gì thảo nào thấy cái mắt đang đang 50-60 người xuống còn có ba mấy à. Đấy, hơi bị lát. Anh chị mình thấy con lát không gì? Anh chị mình thấy con lát không? Tháo nào nó lát hay gì cái mắt xem nó xuống. Không biết luôn. Đang từ 50 mấy 60 mắt xuống còn có 30 mấy mắt à. Lát anh chị còn lát không anh chị?
Tháo nào thấy đột ngột, tự nhiên đột ngột nó xuống, nó xuống mắt như thế, không biết là kênh nó có bị bóp gì không, nhưng mà anh chị mình nói lát em mới để ý ha. Thôi tiếp theo anh chị ha, tiếp tục anh chị ha. Em bật 4G rồi chứ đâu phải dùng wifi đâu. Em bật 4 LTE để mà em livestream mà. Rồi tiếp theo những câu hỏi khác anh chị ha. Thôi hôm nay hơi lát thì cũng chấp nhận ha. Mình trả lời thêm một vài câu hỏi nữa thì mình chắc hàng lại anh chị mình vào sáng mai ha. Tối nay hơi lát. HDG mua vùng giá 34.4 giá này khi nào bán được em? HDG hình gì? Hà Đô. Hà Đô chạy theo nhóm ngành điện. Thì về mặt bằng chắc thứ nhất em phân tích với chị mình về cái xu hướng, đúng không? Xu hướng của nó là xu hướng tăng, đúng không? Xu hướng của nó là xu hướng nó đã vượt đỉnh, nó đã vượt được những cái nền tảng tích lũy lớn đối với cổ phiếu, đúng không? Cái nghĩa là cái nền tảng tích lũy lớn đối với cổ phiếu này hiểu không? Đây là một cái nền. Và cái quan trọng nhất anh chị mình xem qua cái tốc độ đi lên, cái nghĩa là cái tốc độ bứt tốc nền của cổ phiếu á, là chị thấy cái nhịp này này, cái nhịp này này, nó xuất phát từ đạn nhịp, nó xuất phát từ những vùng kiệt cung, đúng không? Những cái cổ phiếu siêu cổ phiếu nó đều xuất phát từ vùng kiệt cung cả. Cổ phiếu mà nó tạo sóng nó cũng sẽ xuất phát từ những cái vùng kiệt cung, hay là cái thứ nhất. Cái thứ hai chị mình lấy quan sát này, cái bước chạy đà đi lên, cái tốc độ đi lên đối với cổ phiếu á, giai đoạn này nó cực kỳ quyết liệt, đúng không ạ? Mà cái tốc độ đi lên nhịp đầu nó quyết liệt á thì nó sẽ không bao giờ nó đánh một nhịp cả. Đấy là quan điểm của em, nó sẽ có nhịp hai nhịp ba tiếp theo ha. Đấy nên là đối với về mặt cái xuống của Hà Đô nó vẫn sẽ còn tăng ha, nên là chị mình có hàng á mình cứ nắm giữ bình thường, tại vì con Hà Đô á nên chị mình nó không phải chạy theo cái dòng bất động sản đúng không chị, mà Hà Đô nó sẽ chạy theo cái nhóm ngành điện, đúng không? Mà nhìn qua nhóm ngành điện này bâu này, nói bâu này chị mình cũng lưu ý nè, cổ phiếu này anh chị không, nó khi mà nó có một cái tốc độ vượt cái giai đoạn đầu á, nó quyết liệt á, không bao giờ đánh một nhịp cả ha. Bâu này BC1 đây chẳng hạn, đúng không? BC1 siết chặt biên độ ấy, những con này mà nếu mà chị mình mua canh này vùng này mua này, nói mua để mà chờ nổ, mua vượt đường giá 30 á, những con này khả năng xác suất vượt 70 cực kỳ cao đấy. Nên những vùng này thì mình cứ canh vào này, siết chặt biên độ, đặc biệt là siết chặt biên độ thành con thấp đấy. Đấy là ngày hôm nay xem qua đấy, nó mới xuất hiện thêm một con nữa này, anh đây cho chị mua vào ha. Thì tiếp theo là những con ri đấy, ri xuống tăng nè. Đó là nhìn chung về mặt cơ bản Hà Đô, Hà Đô á thì có hàng thì mình cứ nắm ha, cứ nắm bình thường. Chặn nếu mà bao nhiêu giá vốn, bao nhiêu 34.4 à, 34.4 thì quanh cái này hả, quanh cái này thì chặn, nếu mà trường hợp thủng 33 bán ra, không thì thôi ha, các hàng cứ nắm giữ bình thường. Con này quan điểm của em, tốc độ đi lên như thế này á không bao giờ đánh một nhịp đâu, nên là chị mình cứ yên tâm ha. Tiếp theo CTG anh ơi, CTG thì nâng cơ cấu đấy, chia sẻ với chị mình hôm trước á. À, cái giai đoạn này á là chị mình biết khối ngoại nó bán, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sự phản ứng của cổ phiếu, anh nhìn không, rõ ràng là cổ phiếu sẽ gì, thị trường rung lắc, cái cổ phiếu bung, gọi là cái lực cung của cổ phiếu nó có yếu tố bung lên, đúng không? Mà khi mà cái lực cung nó bung lên như thế thì là kim hạ một cái quá trình tăng lên tiếp theo. Nên là về mặt bản chất, quan điểm con này mà cỡ 3-4-5 thì quan điểm cái mình canh hè ra đó, cái này ra. Chứ còn bản chất để mà nó phát triển xuống đối với những cái dạng cổ phiếu này á, nó sẽ tham dự, nó sẽ bị yếu tố kìm hãm ha, cái này nó sẽ không không sinh ra một cái mức độ lợi nhuận tốt nhất cho anh chị mình đó. Chứ còn bản chất tăng là nó vẫn tăng, hồi phục nó vẫn hồi phục, đúng không? Nhưng mà sao nhịn, nhưng mà nó không tạo ra được một cái tỷ suất sinh lợi nó, tại vì nó không phải là con mạnh nhất ha. Đó là chia sẻ với anh chị mình những cái nhịp trước á, như CTG, MB, BIDV này, là những con cổ phiếu này sao nhỉ, những con cổ phiếu gọi là nhóm 2 của ngân hàng á, là nó sẽ khó, đúng không? Nó sẽ sao gì, nó sẽ chưa vào sóng ngay. Đó là ngân hàng nó sẽ chưa sao gì, ngân hàng nó sẽ chưa có sóng sóng ngành. Nó có sóng của một vài cái mã cổ phiếu riêng lẻ thì có, đúng không? Nhưng còn bài sóng ngành thì không, sóng ngành thì chưa ha. Sóng ngành thì cái độ lan tỏa lúc nãy giờ có đề cập với chị mình á, cái độ lan tỏa mà tốt nhất thì đến từ hai cái nhóm, đúng không? Một là chứng khoán, hai là thép. Đó là hai nhóm ngành mà có một cái độ lan tỏa tốt nhất đến cái thời điểm hiện tại ha. Đấy nên là CTG mua được, mua chưa chưa mua, đúng không? Nhưng mà bán thì quan điểm của em canh hồi phục ngoài canh bán, cơ cấu qua mặt cổ phiếu khác, cơ cấu qua một cổ phiếu khác, chứ đừng gọi là giai đoạn này cũng đừng bán để mà cầm tiền ha. Thị trường này cầm tiền là chị mình mất rất là nhiều cơ hội đấy. Tiếp theo HSG còn điểm vào không ổn, quan điểm của em vẫn còn đấy, cứ canh những cái thời điểm tốt nhất rồi rung lắc trong phiên đó. Đấy cứ canh những cái lúc mà cổ phiếu nó rung lắc trong phiên thì mình cứ canh vào ha. Đấy thì còn HSG là em đánh giá với chị mình giai đoạn này của nhóm ngành thép á, là thứ nhất nó có độ lan tỏa, cái thứ hai nó thu hút được dòng tiền, và cái thứ ba con HSG nó đang là con cổ phiếu nó mạnh nhất của dòng dòng thép cái ở cái nhịp này ha. Tại vì sao? Tại vì từ cái phiên này này làm đánh, để đánh giá với chị mình con hoa sen á, chắc còn là con hoa sen nó sẽ đã mạnh hơn con nam kim rồi, rồi nam kim anh nhìn không, nên anh chị mình quan sát được cái lực đánh đầu tiên á, cái tốc độ bứt tốc đầu tiên á, nhìn không, rõ ràng rũ xong hướng lên này, con này chưa tăng được, đúng không ha? Cảm ơn Ngọc Thiện ha. Đó, nhưng mà con hoa sen này nhìn không, sau yếu tố rũ xong hướng lên á, con này sao yếu tố quyết liệt này, nên là hoa sen giai đoạn này nó sẽ mạnh,
À, và cái thứ nhất, cái thứ hai là cổ phiếu nó chưa tăng quá sàn nền, đúng không? Cái nền cổ phiếu nó ở đây, những cái vùng đánh 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 gần nhất ở đây, đấy cái nền nó ở đây này, đấy thì nó vẫn còn những cái điểm mua cho anh chị mình, đấy, nên là cứ canh những cái điểm rung lắc, thời điểm rung lắc á, thì mình cứ canh dự vào. À, là cái thứ ba nữa là sao? Cái thứ ba là thị trường của chúng ta nó chưa bùng nổ, đúng không? Cái thị trường của chúng ta nó vẫn còn xem gì, nó vẫn còn rung lắc, nó vẫn còn test đi test lại nhiều lần, đó là những cái con cổ phiếu mà nó mạnh á, thì giai đoạn này nó sẽ thể hiện này, nó thể hiện cho cứu tố nó thu hút được dòng tiền đầu tiên, và nó sẽ theo gì, và nó sẽ chưa đi lên, gọi là nó chưa bứt thoát quá xa những cái điểm mua, chưa bứt thoát quá xa những cái vùng nền á, thì sao gì thì mình cứ canh những cái thời điểm rung lắc trong phiên, à, rung lắc trong những phiên sắp tới á, cứ canh những cái mức giá tốt nhất mình vào, à, là nó nhé với chị mình nó sẽ ok, à, đó là hoa sen này vẫn còn như vậy, cứ canh rung lắc mà vào, đã ngày hôm nay vẫn vào mà, ngày hôm nay vẫn vào con hoa sen, con hoa sen vào từ sớm này, lúc đó là đâu đó là khoảng gọi là quanh quanh tham chiếu đấy, vẫn vào con năm kim vẫn quanh quanh tham chiếu lúc lúc sáng này đấy, sáng nguồn cái chiều tăng 300 thì cái thì không cái cái vị thế của chị mình nó sẽ được lợi thế không, nó có lợi thế hơn rất là nhiều so với những nhà tư khác trong lúc thị trường chúng ta rung lắc, trong lúc thị trường chủ của chúng ta nó vẫn còn tiếp tục áp lực rất là nhiều đúng không? Nhưng mà những con này thôi nhỉ, những con này nó thu hút được dòng tiền về mặt cuối phiên, cái dòng tiền cuối phiên á nó là những cái dòng tiền sao nhỉ, nó là sẽ là nó là những cái dòng tiền nó phát triển theo xu hướng đúng không ạ, lưu ý nha, đó là về mặt bản chất dòng nó đồng thuận tiền nó có đúng không, thì anh chị mình cứ canh vào bình thường chưa quá xa nền thì cứ canh vào, à vẫn ok. Rồi tiếp theo, TVC chiều mua, TVC chịu mua, TVC anh chị, TVC à, TVC chị nhìn qua, qua giai đoạn này, này anh chị mình nhìn một cái cổ phiếu như này anh chị mình có nên mua thanh khoản không, có đúng không, những con thanh khoản có như này anh chị mình mua mua xong sao bán, nên là về mặt bản chất của em những con cổ phiếu mà cái rủi ro nhất trên cái thị trường đầu tư á là yếu tố thanh khoản, mà con cổ phiếu mà thanh khoản không có như này làm sao chị mình đánh được đúng không, mua bán gọi là kia thanh khoản á là sao gì, cái thanh khoản á là cái định nghĩa như thế này này, định nghĩa về mặt thanh khoản á là cái khả năng chuyển đổi từ tài sản thành tiền đúng không ạ, thanh khoản cao là sao nhỉ, là nó chuyển đổi càng nhanh đúng không ạ, giống như là bất động sản á là sao nhỉ, mà anh chị thấy là bất động sản thì mình hay nghe nói giai đoạn này là thanh khoản thấp, thanh khoản thấp là sao, có nghĩa là bán bất động sản giai đoạn này cực kỳ khó đúng không, bán không ai mua đúng không, có nghĩa là chuyển đổi từ bất động sản thành tiền á là nó khó đúng không, đó là cái rủi ro nhất trong một cái thị trường đầu tư hay là một cái vấn đề mà chị mình đi đi đầu tư này gì đó là sẽ là cái yếu tố về mặt thanh khoản, nên là thanh khoản không có thì quan điểm game đừng nên đầu tư, nên sao muốn bán lúc cần tiền sao thì mình bán lưu ý ha, đánh là về mặt bản chất TVC thì em không có đánh, còn con này như nhịp trước thì ảnh hưởng đến gọi là cái thông tin về doanh nghiệp, thông tin lãnh đạo này kia đó, nhìn chung là con cổ phiếu nào dính tới thông tin rồi thì về mặt bản chất thì nó tăng cũng không thanh thoát được đâu anh chị, nè thôi ha. Đó, giống như là dòng chứng khoán nè, tập đoàn quản lý tài sản á. Còn nếu mà chứng khoán thì nó chia sẻ với chị mình về những con chị mình đánh vào, còn bản chất dạy gọi là đâu nhất thiết gì anh chị mình phải vào những con này à. HEG vùng giá 14.8 giờ xử lý sao anh? HEG con này bị fail. Nó chia sẻ với chị mình nó bị fail fail từ cái này này. Cái này tiền đề rất là tốt rồi, cổ phiếu kịch cung này mồi tiền vào rất là tốt rồi. Nhưng mà cái ngày hôm sau này, đấy, cái này này nó phủ định lại hoàn toàn cái này, nó phủ định lại hoàn toàn cái xung lực đánh đúng không, thì anh chị mình thấy ngày hôm nay là áp lực bán tiếp diễn, thì cơ cấu quan điểm của em thì con này cần bán ra, ngày hôm nay mất đi một cái thế tăng, và vẫn chia sẻ với chị mình này, chia sẻ minh bạch với chị mình luôn là ngày hôm nay là em bán cái con HEG, nó bán HEG này để mà mua hoa sen nam kim, nói con này yếu thì bán, mất lực tăng thì bán, nói chuyển đổi sang cũng mạnh đúng không, một có một cái tính chất nó quyết liệt như thế ha, còn mình chắc con nó yếu rồi, nó mất thế rồi thì không nắm giữ làm gì cả ha, cứ chọn những cái cách đó là sao nhỉ, để mà giống như là chị mình muốn trồng một cái vườn hoa đúng không, giống như một cái vườn hoa như thế này đúng không, muốn có một cái vườn mà nó có đầy hoa thì sao nhỉ, thì những cái gọi là sao nhỉ, đừng có cho những cái ngọn cỏ nó chen vào đúng không, có nghĩa là cỏ lên thì mình phải tỉa, cỏ lên thì mình phải cắt đúng không, chứ còn đâu gọi là lúc mà hoa nó mọc lên, hoa nó nhú lên đó, thì chị mình đừng có là sao nhỉ, đừng có cắt cái loại hoa, cái hoa là sao, hoa là chính là những cái cổ phiếu mà nó sinh lãi được cho cái danh mục của chị mình á, còn nhà tư mình hay vì một cái á, là hay cắt đi những cái ngọn hoa mà để lại những cái ngọn cỏ đúng không, nghĩa là hay gọi là cổ phiếu mạnh á thì hồi phục gọi là tăng lên cái chị mình là cứ lo bán đúng không, nhưng mà những con yếu yếu là chị mình cứ cầm đúng không, là tô tô lại kẻ danh mục của chị mình á lại cứ cầm những con yếu cứ gồng lỗ này, cứ đi gồng lỗ này, còn những con lãi 2-3%, 3-5% cái chị mình bán ra thì làm sao chị mình có được một vườn hoa đúng không, đấy là để mà có được vườn hoa thì tỉa cỏ thì phải tỉa ra đúng không, còn nào yếu phải bỏ ra,
đúng không, cắt ra bỏ ra, loại bỏ ra khỏi cái danh mục đấy, con nào đang khỏe xu hướng mạnh á, có dòng tiền đồ này kia đó đang sinh lãi đó thì cứ nắm giữ, đúng không ạ? Có nghĩa là mình phải tập gồng lãi chứ đừng có tập gồng lỗ đối với trên cái thị trường của chúng ta, ok ha. Đó nó là về mặt bản chất HAG đó, thì chia sẻ với chị mình con này cơ cấu. Rồi theo IDC hòa vốn bán hay giữ anh, IDC cứ nắm giữ bình thường, chia sẻ với chị mình anh nhìn không, đó là cổ phiếu nó vẫn có được xu hướng, đúng không? Hiện tại bây giờ đang xây được một cái kênh giá đi lên này, đây nó có một cái kênh giá này anh chị, đây này, nó là cái xây dựng cái được kênh giá đấy, thì cứ trong cái kênh giá này chị mình cứ nắm giữ bình thường, chứ việc gì đâu chị mình phải bán. Và chị thấy càng lên cao rõ ràng cái thanh khoản bắt đầu đã thấp lại, nghe sao cái lực đeo bám đối với cổ phiếu gần như không có ha, nên là nhìn chung đối với những cái dạng cổ phiếu này á, là trong một cái xu hướng tăng thì có hàng cứ nắm giữ, khi mà cổ phiếu nó chưa có yếu tố vi phạm á, thì đừng có bán vội đối với cái thị trường này. Thị trường này gì không, cổ phiếu gì không, nó rung lắc một hồi nó không đi lên, nó giống như là những con như một BBT đi chẳng hạn, đúng không anh gì không, là bùng nổ lên một nhịp này, đây là cái này, cái xây dựng cái độ quyết liệt này, bùng nổ lên mà cái yếu tố quyết liệt như thế không bao giờ đánh một nhịp, đúng không? Và rõ ràng chị thấy khi mà cổ phiếu nó tăng này nó sao gì, nó tạo ra một cái vùng hấp thụ tăng rũ tăng rũ tăng rũ tăng rũ tăng rũ liên tục, nó đến một giai đoạn ngày hôm nay bùng nổ, đúng không? Nên là rõ ràng đối với những cái dạng cổ phiếu mà chị mình thấy á, những cái dạng cổ phiếu mà nó đang trong một phe tăng, đúng không, thì chị mình có hàng cứ nắm giữ. Còn cổ phiếu nào nó bị mở biên, nó bị áp lực lớn thì những con đó là cần bán ra thôi, đúng không? Còn những con này là dạy gì bán, đúng không? Đừng có bán đối với những cổ phiếu này, lưu ý ha. Rồi tiếp theo mà cổ phiếu của TSH còn nắm giữ không anh? TSH thứ nhất chia sẻ với chị mình dòng dòng bất động sản nó không phải là dòng mạnh, đúng không? Có nghĩa là dòng bất động sản nó không phải là cái dòng nó đang có sóng, đúng không? Còn TSH với lại con Nam Từ Liêm á, là hai con cổ phiếu nó đi theo những cái cấu trúc riêng lẻ của cái dòng này đấy. Nó là đối với những cái dạng cấu trúc mà đi theo dạng riêng lẻ á, thì còn xu hướng là còn nắm giữ, đúng không? Giống như con TSH đi chẳng hạn đấy, cái xu hướng của nó anh chị thấy không, là bứt tốc từ cái này nè, nó là chị không cứ sâu rũ hướng lên, cây nào là cứ tôi quyết liệt đi lên đó, không quyết tâm đi lên, quyết liệt đi lên này, không là cổ phiếu nó phát triển sóng. Mà một con cổ phiếu nó phát triển được xu hướng, phát triển sóng á, chưa gãy xu hướng thì cứ nắm giữ. Hiện tại bây giờ đấy anh chị thấy không, thanh khoản bắt đầu nó thấp dần, cái sao cái sự đeo bám, cái yếu tố đeo bám sâu những cái cây rũ này này là bắt đầu nó cạn dần đấy, nên là cái anh chị đâu cổ phiếu gần gần như không ít cái sự đeo bám, là cái thứ nhất. Cái thứ hai siết chặt biên độ, bắt đầu thành còn thấp dần, thì đối với những cái dạng cổ phiếu này có hàng cứ nắm giữ chặn á, nếu mà anh chị mình chặn lại á, là chặn vùng giá 10 19 thôi, ở trường hợp mà thủng 19 bán không thì thôi, nếu mà cổ phiếu bùng nổ lên tiếp thì nâng cái mức chặn lên là nó sẽ ok hơn hơn ha. Đó nên là có nghĩa thị trường này, thị trường hiện tại bây giờ á, là một cái thị trường nó sẽ thích hợp cho những anh chị mình đang nắm giữ cổ phiếu, cái đang nắm giữ những con cổ phiếu nó có xu hướng thì chị mình cứ nắm giữ bình thường ha, còn những cái dạng cổ phiếu mà yếu thì vẫn phải bán ra ha. Đó nên là con tê sát này nó thuộc dạng như vậy, cổ phiếu nó có xu hướng, đúng không, có xu hướng, có dòng tiền nó phát triển, nó phát triển được xu hướng của nó, nên là đối với những cái dạng cổ phiếu này anh chị mình cứ nắm giữ bình thường, không cần phải lăn tăn ha, đừng có bán ra, đừng có nhảy ra nhảy vào giai đoạn này, nhảy ra nhảy vào mất đi một cái vị thế này, cái thứ nhất này, cái thứ hai sao gì, cái thứ hai nó sao gì, nó gọi là nó mất đi một cái thế chủ động, nghĩa là nếu mà anh chị mình mua vào bán ra con này mua vào con kia là sao gì, là cái lượng hàng phải T1.5 nó mới về, đúng không? Nhưng mà nếu lỡ mà trong những cái khoảng thời gian đó, đúng không, mà thị trường của chúng ta nó gặp những yếu tố xấu gì thì sao, những cái phiên rung chủ thì sao, thì chị mình không xử lý được, lưu nha. Đó là thị trường hiện tại bây giờ là một cái những cái dòng nó cứ liên tục nó luân chuyển, thì sao gì có gì cầm nấy, cổ phiếu không có vi phạm xu hướng á, thì cứ nắm giữ bình thường ha. Em chỉ khuyến khích cho anh chị mình á là bán những con nào mà sao gì bị bung thanh khoản, cái những cái nhịp độ của thị trường mà thanh khoản bung lên á, thì những con đó nó sẽ rất là khó tăng trở lại, nghĩa là rất là khó vào nhịp, gọi là vào nhịp ngay, là cái thứ nhất. Cái thứ hai còn cổ phiếu nào beta nó chậm, cổ phiếu yếu đấy thì nó mới nên bán thôi, còn những con cổ phiếu nó duy trì được xu hướng như này nắm giữ bình thường không vấn đề, ok ha. Đó là mã cổ phiếu của TSH. Rồi tiếp theo đối với mã cổ phiếu của Đạm Cà Mau mua thêm được không ạ? À? Giá trung bình 34.5. Mã cổ phiếu Đạm Cà Mau anh chị. Ơi bây giờ 34.5 là giá quá ok. Đúng không? Nhưng mà anh chị mình thấy vì sao này. Đấy, anh nhìn không? Đều có những câu hỏi vì sao cả. Đúng không? Lên thị trường đầu tư á để mà cải thiện, gọi là để mà cải thiện một cái vấn đề gì đó, cứ liên liên tục đặt ra cho mình câu hỏi tại sao và vì sao. Đúng không? Có nghe anh chị mình thấy tại sao là con Đạm Cà Mau này mà giai đoạn này nó bùng nổ xong rồi nó test lại, nó đi lên, gọi là nó rung dữ một cách liên tục không? Tại vì sao nhỉ? Tại vì giai đoạn này nè, thị trường rung dữ này, con này nó bị bung thanh khoản. Đúng không ạ? Khi mà một cái yếu tố bung thanh khoản cổ phiếu nó diễn ra là lượng cung của cổ phiếu bắt đầu nó có. Đúng không ạ? Khi mà nhìn nó làm gì đâu, cái bùng nổ này này nó thiếu đi một cái tính chất quyết liệt. Nó khác với con Đạm Phú Mỹ. Đúng không? Đạm Phú Mỹ cái đó chị thấy không? Nổ lên cái tăng trần.
tăng gọi là tăng trần rất là nhanh. Tại vì sao? Tại vì trước đó là khi mà thị trường đủ này, con này nó không bị bung thanh khoản, con này gần như nó kiểm chứng rồi, gần như sẽ gì không còn cái lực bán ra nữa, đúng không? Không còn những cái lượng cung ra nữa, nên nó là vùng này gì không, vùng này nó kiệt cung. Nhưng mà con đạm Cà Mau á là vùng này sao nhỉ, vùng này nó tăng cung đấy, nên là cái quá trình đi lên của đạm Cà Mau gì không, gặp yếu tố rung lắc rất là nhiều nè. Để mà chị mình gọi là thứ nhất là cái vị thế 34 là vị thế rất là tốt để cho chị mình cầm nắm cả một cơn sóng sau này ha. Cái thứ hai để mà muốn mua thêm á phải chờ đợi một cái nhịp siết chặt biên độ thanh còn thấp đấy, cứ canh mua ha. Còn ok, quan điểm của em vẫn mua thêm được, nhưng mà con đạm Phú Mỹ cũng vậy đấy, ngày mai là cái lượng hàng này về đấy, xung lực đánh như này không bao giờ đánh một nhịp à. Nếu mà chị mình muốn mua những con đạm Phú Mỹ á thì ngày mai cái lượng hàng buôn này về mà chắc chắn hấp thụ tiếp á, mà thanh còn nó không bị bung ra đấy, cứ canh vào để mà đánh cho những nhịp sau. Quan điểm của em nó vẫn ok ha. Đấy, đạm Cà Mau. Rồi tiếp theo ENV mua B2 TV2 mua 57 giữ được không em? ENV mua mua bao nhiêu, mua B2 hả? B2 thì cứ nắm giữ. Cái con mà hồi chiều cũng có một số anh chị mình hỏi em về cái dòng thủy sản á, em nhìn qua hết rồi. Đúng không? Cái dòng thủy sản hiện tại bây giờ mạnh nhất là con ENV. Nó có nghe sao những con cổ phiếu này, nhìn không? Cái độ quyết liệt cổ phiếu nó có này. Nói đủ bỏ dòng tiền gọi là dòng tiền và mở biên này. Đấy, đi lên từ vùng kiệt thanh khoản nó có dòng tiền vào mở biên này, lượng hàng tới bao về dòng tiền kích hoạt đánh, là những cái dạng cổ phiếu này là dạng cổ phiếu nó sẽ vượt đỉnh. Mà nên là đối với con ENV á thì như mình cứ nắm giữ bình thường đấy, thông tin chị mình nhìn qua cái dòng những cổ phiếu khác của dòng dòng thủy sản với chẳng hạn VAC, cơ bản nó đi theo nhịp độ sự win, đúng không? Bên dưới bên trên, bên dưới bên trên thôi. Đây là bên dưới đối với cổ phiếu này đó, còn đây là bên trên đối với cổ phiếu đấy, cứ đi bên dưới bên trên, bên dưới bên trên liên tục ha. Hay là còn ID mà đấy là cổ phiếu sẽ gì, cổ phiếu nó nổ lên cái này gặp kháng cự đấy, đấy bây giờ nó mới nổ, còn NV nó nổ trước rồi. Cái sao cổ phiếu nó NV chính là con thu hút được cái dòng tiền trước đấy, nên là những cái con này là những con cổ phiếu nó sẽ lên trước, là những cổ phiếu nó đang mạnh hơn đấy, mạnh hơn thị trường, mạnh hơn so với cái dòng ha. Đấy, nên là nếu mà đánh đánh NV quan điểm kem ok đấy. Giá 34 thì gọi là giá 34, là giá 32 thì một cái vị thế nó rất là tốt, nhưng mà rất tốt để cho chị mình nắm giữ, nó gọi là nắm giữ cho cả một cơn sóng sau này ha. Tại vì sao? Tại vì chị mình biết đó, khi mình đi 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 đánh một cái cổ phiếu trên cái thị trường của chúng ta á, là đầu tiên là chị mình phải là nó phải xuất hiện một cái điểm mua, đúng không? Cái điểm mua đầu tiên của chị mình là luôn luôn là điểm mua, nó chưa phải là điểm mua an toàn. Tại vì sao? Nó vẫn có khả năng nó lũ xuống, nó vẫn có khả năng điều chỉnh tăng giảm liên tục, đúng không? Nhưng mà đối với một cái điểm mua mua xong mà cổ phiếu nó bùng nổ á, là sao nhỉ? Là mình đã có một cái khoản lợi nhuận, và khoản lợi nhuận đó chính là cái khoản lợi nhuận để mà nó bảo kê cho anh chị mình, và nó cho phép anh chị mình nắm giữ cho đến hết sóng. Đó là khi mà mình mua được giá 32 này thì nắm giữ hết sóng đối với mã cổ phiếu của NV được ha. NV nó cũng là một là cổ phiếu nó là nó mạnh nhất của cái dòng thủy sản rồi, thì cứ nắm giữ. Rồi tiếp theo mã cổ phiếu của TV2 nói TV2 gì không, ok không? Quá ok. Nói dòng điện này, nói hôm trước cũng có chia sẻ với chị mình những con cổ phiếu mà đánh lên cái nhịp đầu tiên mà đánh kiểu này á không bao giờ là đánh một nhịp. Nói cái quan trọng nhất là cái xung lực bứt thoát đầu tiên đối với cổ phiếu đấy, gì không, khi mà xung lực nó mạnh á không bao giờ nó đánh một nhịp, tiếp tục đánh nhịp hai này, nhịp hai thậm chí cũng mạnh hơn cả cái nhịp một, đúng không? Nên là đối với những cái dạng cổ phiếu mạnh như này á phải nắm giữ, đúng không? Làm gì nắm giữ hết sóng luôn, đừng có bán vỏ đối với những cái cổ phiếu như thế này ha. Ok ha, vị thế tốt cho phép anh chị mình nắm giữ đến cuối sóng, đừng có nhảy ra nhảy vào. Tiếp theo mã cổ phiếu của, cảm ơn em, cảm ơn anh đầu tín dụng á. Tiếp theo mã cổ phiếu của EGC, họ vốn bán hay giữ anh? EGC cứ nắm giữ, đúng không? Cổ phiếu có dòng tiền như thế này cứ nắm giữ bình thường, đừng có lăn tăng, đúng không? Đừng có lăn tăng cái việc mà nhảy ra nhảy vào. Đấy, cứ thứ nhất này, cổ phiếu sau những thời điểm đủ kiệt cung này, đúng không? Vùng kiệt cung này thu hút được dòng tiền, đúng không? Dòng tiền nó quyết liệt không? Quyết liệt cái này tăng trần mà, đúng không? Cái này tăng trần là cái quyết liệt, đúng không? Cái độ quyết liệt đối với cổ phiếu á là cái thứ nhất, cái là nó thể hiện cho cái ý chí của dòng tiền nó muốn đánh lên. Nó cái ý chí của dòng tiền á, nó quyết tâm nó vào đối với cổ phiếu để mà nó phát triển và hình thành nên xu hướng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái lượng hàng mở biên này về chấp nhận hấp thụ luôn, qua dòng tiền nó có luôn, là cái thứ hai. Cái thứ ba là cổ phiếu hiện tại bây giờ nó đang vận động về những cái ngưỡng biên trên, có nghĩa là khi mà nó về lại cái đỉnh cũ á là yếu tố áp lực rung lắc cổ phiếu chắc chắn là sẽ diễn ra, đúng không? Nhưng mà như mình thấy quan sát cái vận động hấp thụ đối với cổ phiếu này là sao gì, nó không bị yếu tố bung thanh khoản. Có nghĩa là sao? Cái thanh khoản là nó có, cái lực cung thì nó có, nhưng mà sao, nhưng mà nó gần như nó không có những cái sự đeo bám, đúng không? Nên là cái thanh khoản nó đâu có yếu tố bung. Những cái điểm mà test lại rung lắc mà thanh khoản thấp á là những cái điểm test lại hấp thụ lành mạnh, đúng không? Mà khi mà nó test lại, nó hấp thụ, nó lành mạnh như thế này á, xác suất vượt đỉnh cực kỳ cao đấy. Nên là như sao thì nên là như đối với những cái dạng cổ phiếu này mình cứ nắm giữ bình thường, không vấn đề. Thị trường này là thị trường theo gì, thị trường này là thị trường đa phần là chị mình phải nắm giữ ha. Còn đối với
những cái vị thế mà nó tốt á, nó tốt cũng nắm giữ, và những cái con nào chỉ có những con yếu thì nên cơ cấu, còn bản chất những con cổ phiếu nó phát triển được xu hướng như này nắm giữ bình thường. Đấy, đấy, vì thế nắm giữ là cái thời điểm gọi là cái hành động tốt nhất để mà trong cái nhịp này đối với thị trường của chúng ta. Ok ha, đó là mã cổ phiếu của AGC. Rồi tiếp theo VDS vùng giá 19.6. VDS 19.6, VDS cứ nắm giữ. Trời ơi, vùng giá 19.6 anh chị mình nắm. Đôi lúc anh chị, em chia sẻ với anh chị mình, nhiều lúc anh chị mình nói mơ mộng á, là em chia sẻ với anh chị mình này, nếu mà anh chị mình mua được giá 19.6 đối với con VDS á, VDS á, anh chị mình không tin, từ cầm từ giờ đến cuối chu kỳ, anh chị mình có thể sẽ hết 2. 19.6 cho 20 đi, 20 hết 2 lên 40. Đó, chia sẻ với anh chị mình. Nói về cái chu kỳ này của thị trường, khi mà nhìn cách đánh của cái dòng chứng khoán này là cách đánh của thị trường của chúng ta, cái ngày chu kỳ này nó vẫn còn kéo dài. À, nên là vì mình nắm từ giờ đến cuối chu kỳ á, có thể sẽ ra ít nhất là 50%. Đấy, quan điểm quan nhưng mà quan trọng là phải chỉ mình phải nắm giữ được, phải nắm giữ được. Đấy, còn cái vị thế mà 10 thế mà nếu mà em có được một vị thế mà giống như là 19.6 đi chẳng hạn, không bao giờ em bán, không giờ bán à. Giống như là cái con mà em nắm giữ với chị mình giai đoạn này này là con CTS á, là con CTS là em nắm giữ từ cái mức giá 32 đã chia sẻ với nhiều vùng này này, 31.532, nắm giữ đến bây giờ là cũng được ba mấy phần trăm rồi. Ba mấy phần trăm đấy, và đối với quan điểm của em, những con này là không không gọi là cái lợi nhuận mà nó dưới 50% nó không bao giờ em bán đấy. Với một vị thế, nếu mà vị thế có vị thế tốt nữa nha, vị tốt dưới này S2 được, S2 rồi đấy. Còn những nền như này này, phải 28 lên 60 đấy, chia sẻ với chị mình là dư địa của những cái nhóm ngành giống như là chứng khoán này, này kia đó. Quan điểm của em rất ok à, nên là chị mình có hàng cứ nắm giữ bình thường, không phải lăn tăn, không phải gọi là không không phải là vấn đề ha. Thậm chí là những cái vùng này vẫn chia sẻ với chị mình vẫn còn những cái dư địa để cho mình mua vào, mà mua vào những con cổ phiếu mà sâu rũ này, sâu rũ hướng lên này, gần đỉnh nhất dòng tiền có này đó, những con này nó sẽ là những con vượt đỉnh tiếp theo, hay là những con cổ phiếu giống như ORS này nó sẽ là những con vượt đỉnh tiếp theo ha. Hay là cái dòng điện thì anh chị mình có thể chú ý con BC1, nó siết chặt biên độ thanh con thấp, cứ những con nào mà tạo ra được những vùng thanh con thấp á, là những con cổ phiếu rất xác suất rất cao nó sẽ thu hút được dòng tiền, tạo ra một cái điểm pivot tiếp theo. Hai là dòng dòng thép đấy thì cứ hoa sen ngồi vác hoa sen nam kim thôi. Nếu thích sao gì, nếu mà vốn hóa lớn đúng không ạ, vốn lớn muốn đánh margin á thì đánh vào hòa phát đúng không ạ, còn nếu mà sao gì đánh về cái biến độ đúng không ạ, mức độ vốn của gì mình linh hoạt hơn một chút thì gì mình đánh vào con hoa sen, đánh vào con nam kim ha. Ok chị ha, thì đấy anh như là có câu hỏi nào thì mình cứ để lại dưới phần comment ha, chắc trả lời thêm khoảng 5-7 phút nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi livestream tại đây ha. Anh chị là có câu hỏi nào thì mình cứ tiếp tục để lại dưới phần comment ha. Nhưng mà tham gia cái buổi livestream á thì nhớ đừng quên cho em những cái nút tim ha, những cái nút nút follow kênh, để mà khi mà em lên những cái buổi livestream á thì nó sẽ thông báo với anh chị mình ha. Anh chị nào chưa tham gia vào những cộng đồng chia sẻ này nè thì mình anh chị mình cứ tham gia vào để mà khi sao nhỉ, để mà có những cập nhật gì đó sẽ cập nhật với anh chị mình trong cái cộng đồng chia sẻ này. Ok chị ha. Rồi tiếp theo DDV tăng nổi không AD, DDV anh chị. DV nó vẫn trong một kênh gia tăng mà đúng không, nó vẫn là những con cổ phiếu nó tạo ra xu hướng tăng, nó thành công nó tấp tấp như này. Quan điểm em trong xu hướng thì cứ nắm giữ bình thường, cái nó vận động trong một cái xu hướng tăng như này á là nắm giữ bình thường, không vấn đề gì cả ha. Cổ phiếu gì không, cái độ quyết liệt nó có này, là thông thường á, thông thường cuối nhịp á thì những con này nó sẽ có một pha tăng tốc ha, không nó giống với con BQT này đấy, bùng nổ lên nhịp này anh chị không, cứ đi lên trong kênh giá này thì mình cứ nắm giữ, nó có rủ nó có loại bỏ này kia đi chẳng hạn, nhưng mà sao, nhưng mà bản chất nó vẫn là xu hướng tăng, nó nghĩa là nó vừa tăng nó vừa loại bỏ, nó vừa tăng nó vừa loại bỏ liên tục như thế á, thì như mình cứ nắm giữ bình thường ha. Lưu ý ha, đã dòng tiền kết tròn cái là vào phải tăng tốc ngay. Ok ha. Rồi tiếp theo mà cổ phiếu con vít mua giá 18 có cơ cấu sang con khác không ở đây, còn điểm đem vít á thì mua thì mình cứ chờ, cái này thì mình chờ gọi là chấp nhận mất thời gian để mà chờ nhịp ha, chờ nhịp gọi là chờ cái nhịp tăng đấy, chia sẻ với chị mình ngay từ đầu, quan điểm em ngay từ đầu chia sẻ với chị mình á, nếu mà muốn đánh vít á là phải xác định mức giá hiện tại bây giờ ngưỡng giá trung tâm, là muốn đánh vít á thì phải cho nó thời gian đúng không, có nghĩa là cho nó thời gian để mà nó hình thành sóng, đó có nghĩa là cổ phiếu nó sẽ chạy chậm nhịp hơn so với những cái mẹo cổ phiếu khác một nhịp đúng không. Còn nếu mà muốn nhanh thì sao, gì cứ ORS ER trong nhịp này thì chị mình đánh vào ha. ORS múc được không, AD múc được đấy, ORS chia sẻ với chị mình từ những tuần trước rồi, là những con này chị mình cứ canh vào đúng không chị, không rõ ràng con cổ phiếu nó có dòng tiền nè, đi từ vùng kiệt cung nè, sẽ siết chặt biên độ thanh con thấp này, ngày mai mua tiền này, xác suất rất là cao những con này nó sẽ vượt đỉnh tiếp theo ha. Nên ấy, nên là những con này dạng cổ phiếu này chị mình có, hay là gọi là mình chưa có dòng chứng khoán á là cứ vào bình thường
Rồi bình thường ha, 16.8 mà mua cao rồi. Đấy, 16.8 mua cao. Đấy, còn mà chắc con này là em có chia sẻ với trong cái hệ thống khách hàng cũng như là cộng đồng chia sẻ đó, là cây này mua ETC này. Đây này, lấy lại cho anh chị mình thấy nè. Đó nè, dòng chứng khoán ETC ngày hôm thứ sáu. Đúng rồi, dòng chứng khoán chưa có gì mình bằng lấy con EGRRS nè, trong phiên ETC nè, lấy bình thường ha. Đấy, nên là chị mình chưa tham gia vào thì mình cứ tham gia vào coi trong cái cộng đồng chia sẻ này nè. Đấy, để mình cùng nhau mình trao đổi ha. Đấy, có cặp tán là MB luôn à. Nhìn chung mua thứ nhất em đánh giá rất là cao những anh chị đã mua lại MB. Từ sao? Từ đó là một cái tố quyết liệt. Kêu sao? Có nghĩa là những anh chị nào không trăng cây về giá là những anh chị mà mình gọi là theo một cái phương pháp mà mình sao gì? Mình chỉ gọi là mình chỉ nhìn về cái xu hướng. Khi mà anh chị mình nhìn về một cái xu hướng nó tốt, nó xuống nó dài thì mình mới sẵn sàng mình mua những lệnh MB. Đúng không? Đấy nên là em đánh giá rất là cao về những cái độ gọi là cái gọi là cái tính quyết liệt cũng như là cái kỹ năng đưa đưa ra quyết định đối với những cái việc mà anh chị mình mua MB ấy. Thì thông thường em cũng thường mua MB thôi, nghĩa là sao mình xác định được xu hướng thôi. Cứ vào cho những căng cây về giá làm gì? Nếu mà căng cây một hai like bỏ lỡ cả một cơn sóng thì sao? Đấy là về mặt bằng chắc so với yếu tố dư địa thì em đánh toàn là MB đó, hay là những cái điểm khuyến nghị của em á, em như là con ORS hiện tại bây giờ đi chẳng hạn 16.65 đi chẳng hạn, cái mình sẽ canh những gọi là xem qua những cái lệnh đặt bán này này, nói cái nghĩa là xem những cái lệnh đặt bán bên này này, là có nghĩa là cứ 16.7 16.8 bằng lấy bình thường, đúng không? Không vấn đề. Đấy, nhìn qua cái xu hướng thôi, xu hướng nó tốt thì gọi là một hai gọi là canh cây làm gì một hai like, đúng không? Đấy, nên là đấy, quay lại trở lại con vít này, đó nên là chia sẻ với chị mình đó. Nếu mà muốn nhanh đó, thì chuyển đổi sang những con cổ phiếu giống như ORS, EGR. Đúng, còn không thì cứ cứ có hàng cứ nắm, cứ nghe con này chị mình phải kiên nhẫn một chút, nhưng mà nắm theo một cái dạng nó phải kiên nhẫn, nhưng mà kiên nhẫn thì mới mới đánh được những con cổ phiếu mà nó còn ở những cái ngưỡng giá trung tâm, cái là nó mất thời gian nhưng mà nó bù lại là cái mức giá của nó đang trong một cái yếu tố nó tốt để cho chị mình có thể mình canh chị mình gọi là sao gì? Để cho chị mình gọi là mình thu gom ha. Thế thì MSB giữ tốt không, ở đây MSB chia sẻ với chị mình là bên trên đó, đó là những cái điểm mà lúc trước ấy, gọi là trong những cái buổi livestream mình có chia sẻ với chị mình rồi, đúng không? Có nghĩa là cổ phiếu này nè, test tung này kia kia cung này, dòng tiền mồi chạy vào con này về là biên trên, trước mắt về là biên trên 15.5 đến như 16 ha. Tiếp theo đồng phú đu trần có sao không? Đồng phú đu trần thì cứ thứ nhất là cứ chờ hàng về, nuôi cái thứ hai ngày nay quan điểm của em là cây bài vót. Đấy, cây bài vót thì mình mua cây này em quan điểm của em vẫn ok. Nó nghe trước đó nó có một vùng siết chặt biên độ kia cung này, ngày nay kích hoạt dòng tiền vào, nhìn chung là mua cây này vẫn ok. À, cây này vẫn là cây mua, cây này vẫn là cây xác định xu hướng ha. Mua giá trần vẫn tốt mà, đúng không? Vẫn gọi là để mà thể hiện cho một cái ý chí của dùng tiền nó vào một cách quyết liệt. Cái thứ hai là sao nhỉ, mô hình này có quay cầm này tạo ra cái quay điểm này, điểm bài vót đấy là sao nhỉ, mình cứ đánh vào vẫn ok đó nhỉ. Tiếp theo DGC giá 128 có giữ được không? Ở đây DGC hả nhỉ, DGC quan điểm của em con này cái cơ cấu đấy chia sẻ với chị mình mấy phiên trước rồi. Từ sao? Từ bên chị mình nhìn qua cái lực là chị mình biết à, đúng không? Nhìn qua những cái lúc mà thị trường rung lắc á, cái quan trọng nhất á là lúc mà anh chị mình phải quan sát được cái lúc thị trường rung lắc á, là con nào nó bị bung thanh khoản hay không, đúng không? Rõ ràng chị không, lúc thị trường rung lắc này con này nó bị bung thanh khoản này, lực bán nó có này, đúng không? Nên là chị không, là giai đoạn này dòng tiền nó đâu có chấp nhận nó vào đó, nên là về mặt bản chất con này sao nhỉ, canh cơ cấu à. ORS đấy, ORS cứ nắm giữ này tháng này về rồi rồi. Ok vậy ha, đó là một số yếu tố mà muốn chia sẻ với chị mình trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, và tóm gọn lại với chị mình á là về mặt bản chất xuống của thị trường á, hiện tại là thị trường của chúng ta đang trong một cái đoạn giao thoa tạo tiền đề để mà sắp tới nó sẽ bước vào một cái pha vượt đánh ha. Khi mà nó xuất hiện một cái dòng nhận dắt thì dòng nhận dắt nó sẽ, quan điểm của em nó sẽ nằm trong một trong hai cái dòng, một là dòng chứng khoán, hai là dòng thép trong giai đoạn này ha. Thì chị mình có thể mình canh thì chị mình lấy vào, canh thì chị mình tập trung mà gọi là mình đánh cho những cái dòng nó mang chất mũi nhọn để mà mình đánh vào ha. Ok chị ha. Cái thứ hai nữa là sao nhỉ, là giai đoạn này là cơ cấu, đúng không? Những con yếu cơ cấu ra đánh vào những con mạnh để mà sẵn sàng cho những nhịp tăng mới, để mà khi mà sao nhỉ, để mà khi mà thị trường của chúng ta nó bùng nổ đi lên thì danh mục của chị mình nó phải là những cái danh mục nó mạnh nhất, thì lúc đó mình mới kiếm được nhiều tiền nhất có thể ha. Ok chị ha, đó là những cái điều mà muốn chia sẻ với chị mình. Cái một cái điều nữa là giai đoạn này phải có vị thế, chứ đừng để thị trường của chúng ta bùng nổ, giai đoạn này đừng nên cầm tiền. Đấy, đừng nên để mà thị trường của chúng ta nó bùng nổ lên rồi á mới bắt đầu mới mua vào, là những con mạnh là những con mạnh nó quay hết để mua rồi, nó không còn những đi mua nữa, nên là những cái điểm mua lúc đó nó sẽ bị cao, nên lúc đó thì mình sẽ không có được những cái lợi thế về giá. Ok chị ha. Còn tiếp theo nữa gọi là còn tiếp theo nữa trong phiên gì đó nó có những cái điểm mua nào đó thì mình sẽ cập nhật với chị mình trong này. Đấy, nên là chị mình chưa tham gia vào những công đoạn chia sẻ này này, mình cứ tham gia vào. Đấy, ok chị ha.
Thì đó là một số yếu tố mà muốn chia sẻ với chị mình trong cái buổi livestream tối nay ha. Cũng cảm ơn chị mình đã theo dõi và đồng hành cùng em trong cái buổi livestream này. Thì ngày hôm nay livestream cũng có một chút lỗi một chút là cái mạng nó hơi lag đấy, nó mạng nó, còn là cái mạng nó ngày hôm nay nó không biết sao nó hơi lag đấy, nên là sẽ nhìn nên là anh chị mình xem cũng hơi khó chịu, cũng cũng không được ổn định đúng không, nên là chị mình cũng thông cảm giúp em ha. Rồi ok, cũng cảm ơn chị mình đã đồng hành cùng em, cảm ơn chị mình, kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ, và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta nó sẽ sớm bùng nổ vào sóng để mà mình cùng nhau mình kiếm tiền, bước vào giai đoạn siêu kiếm tiền đối với thị trường ha. Bà Bính, bà Chính, dạ cảm ơn sang Phạm ạ. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Rồi hẹn gặp lại với chị mình vào những cái buổi livestream sau ha.